Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 56. Trong không trung có một lão già tóc đỏ xuất hiện ở trước mặt hai người. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình. Bán thánh. Lão già tóc đỏ trước mắt này là cường giả bán thánh, hơn nữa đối phương cho hắn cảm giác nguy hiểm còn mãnh liệt hơn Huyền Minh. Ánh mắt của lão già tóc đỏ nhìn Dương Diệp giống như mũi tên muốn bắn thủng hắn vậy. Cũng may bản thân Dương Diệp có ý chí rất kiên định, lại có kiếm ý thiên cấp tầng 2, bởi vậy, uy áp của lão già chẳng qua chỉ làm cho hắn cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Nhân loại sao? Lão già nhíu mày. Dương Diệp chợt cảm thấy áp lực trên người lại nặng hơn. Lúc này, Tiểu Man chắn ở trước mặt Dương Diệp, nói. Lão nhân, có nam nhân đã thật sự không tệ rồi, ta cũng không soi mói, ngươi chọn lựa cái gì? Lại nói, ta nhìn hắn rất thuận mắt, cho nên hát ta quyết định chính là hắn. Lão già lại liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Thực lực quá yếu, ta sợ hắn ở đây thậm chí không có năng lực tự vệ nữa. Căn bản không kém là được. Tiểu Man nói. Ánh mắt của lão nhân lại nhìn Dương Diệp thầm rùng mình, nếu để cho đối phương nhìn thấu thực lực của hắn, vậy tình hình sẽ không ổn. Dù sao kiếm ý chiên cấp tầng 2 lại vô cùng hiếm thấy. Cũng may lão già nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nói cách khác, đối phương tuyệt đối không nhìn thấu thực lực chân chính của hắn, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Lão già nói, ở trước mặt ta còn có thể bình định tự nhiên như thế, cũng không tính là một kẻ vô dụng. Nếu cháu đã quyết định, vậy thì cứ làm như vậy đi. Trước khi ta chết đi phải làm xong chuyện của cháu, nếu không ta chết không nhắm mắt. Nói xong, lão già thò tay ra chộp một cái. Một người hỏa linh tộc ở cách đó mấy trăm trượng lại xuất hiện ở trên tay hắn, hắn nói. Đi thông báo với tất cả mọi người của hỏa linh tộc, lại nói cháu gái đồng phần ta muốn kết hôn với nam nhân. Dương Diệp. Chẳng bao lâu, chuyện Tiểu Man muốn kết hôn lại được truyền khắp hỏa linh tộc. Cái gì, con cọp mẹ kia sắp cưới nam nhân à? Ta ngất, ai xui xẻo như vậy? Tự nhiên lại gả cho nàng. Xong rồi. Tương lai của nam nhân này sẽ tối tăm không có ánh mặt trời rồi. Quả thật xong rồi, con cọp mẹ này cùng gia gia nàng không biết đắc tội bao nhiêu người ở trong tộc chúng ta, chờ gia gia nàng chết, con cọp mẹ này không có chỗ dựa vững chắc, đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn chỉnh nàng. Nhưng nếu chẳng may nàng mang thai thì sao? Phải biết rằng, nếu ai dám công kích nữ tử mang thai sẽ mắc tội lớn đấy. Cho dù nàng mang thai, nam tử kia có thể mang thai được sao? Cho nên, nam tử này chết chắc rồi. Không chỉ có nam tử này, cuộc sống của con cọp mẹ sau này cũng sẽ không tốt đâu. Đừng nói nữa, đi nhanh đi, đi muộn sẽ bỏ qua buổi thành thân của con cọp mẹ đấy. Thiên Hỏa Điện. Thiên Hỏa Điện là cung điện của Gia Gia Tiểu Man, cũng chính là đồng phần. Lúc này trong cung điện dán đầy những chữ cực lớn, xung quanh đều có màu hồng, lộ ra bầu không khí vui vẻ. Không ngừng có người đi vào đại điện. Có người mang theo quà mừng, nhưng phần nhiều chỉ đi tay không tới. Một bán thánh sắp phải bỏ mạng, hơn nữa còn là một bán thánh luôn gây thù hằn xung quanh, rất nhiều người cũng không muốn đến, tuy nhiên lúc này đồng phần cuối cùng còn chưa chết, nếu như không đến, chính là đại biểu không nể mặt hắn. Ngoại trừ số ít một số người, không người nào dám làm như thế. Bán thánh sắp bỏ mạng thì cũng là bán thánh, người bình thường không thể chống lại được đâu. Lúc này Dương Diệp không hề có năng lực phản kháng, bất kể là gia gia của Tiểu Man, hay là Tiểu Man, lúc này hắn đều không thể chống lại. Hơn nữa, cho dù hắn chạy trốn, cũng trốn không thoát được hỏa linh tộc. Lúc này vết thương của hắn căn bản còn chưa lành hết, trên người lại không có u minh quỷ hỏa, lấy trạng thái này bước vào nham thạch nóng chảy, không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Hơn nữa, vỏ kiếm cổ còn ở chỗ của Tiểu Man. Không có vỏ kiếm cổ. Hắn chạy đi thì lấy cái gì để thu kiếm tổ chứ? Còn một điểm nữa làm Dương Diệp vẫn thấy rất nghi ngờ. Đó chính là vỏ kiếm có cũng có ý thức, nếu như kiếm linh muốn, hoàn toàn có thể tự động trở lại bên cạnh hắn, nhưng kiếm linh không có làm như thế, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó hiểu. Nói chung, bây giờ hắn không có bất kỳ lựa chọn nào khác nào. Tiểu Man cùng Dương Diệp đứng ở chính giữa đại điện, ở trước mặt bọn họ là đồng phần đang ngồi ở trên một chiếc ghế thái sư. Lúc này, Tiểu Man đã đổi lại một bộ phượng quan hà bí màu đỏ. Tuy nhiên phượng quan hà bí tuyệt đối không che giấu được khí chất oai hùng, hiên ngang trên người nàng. Ở bên cạnh nàng,
Dương Diệp lại mặc một bộ đồ màu đỏ, ngược lại làm cho Dương Diệp càng anh tuấn hơn bình thường. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là khí chất của Dương Diệp. Không thể nói là Dương Diệp đẹp trai, nhưng tuyệt đối không tính là xấu. Cơ thể đứng thẳng ở bên cạnh Tiểu Man, lại giống như một thanh lợi kiếm đã mất đi ánh sáng sắc bén, mặc dù không có cao ngạo, bộc lộ tài năng, nhưng lại có khí chất đặc biệt khó nói được. Điều này làm cho ánh mắt rất nhiều nữ tử hỏa linh tộc thỉnh thoảng lại rơi vào trên người hắn. Trong đại điện càng lúc càng nhiều người, chẳng bao lâu, Dương Diệp dã nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc. Một người trong đó chính là Phù Cẩm Tiên trước đây muốn cho hắn trở thành thái giám. Lúc này, Phù Cẩm Tiên đã đổi một bộ trang phục khác, tuy nhiên mức độ để lộ cùng khiêu gợi hoàn toàn không kém hơn bộ nàng mặc trước đây. Điều này làm cho ánh mắt của rất nhiều đàn ông nhân loại cùng đàn ông hỏa linh tộc tập trung ở trên người nàng. Dường như nhận thấy được ánh mắt Dương Diệp, Phù Cẩm Tiên cũng nhìn về phía Dương Diệp, cười quyến rũ, còn lè lưỡi liếm môi một cái, vẻ xuân trình trên gương mặt kia làm cho trong lòng một vài đàn ông xung quanh lập tức nổi lên một ngọn lửa. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía hai người khác. Đó là Thiên Mị cùng người đàn ông có kiếm ý tầng 10 kia. Hai người không nhìn Dương Diệp, mà ánh mắt tập trung vào Tiểu Man, cười lạnh. Ở xung quanh hai người còn có hai đôi nam nữ, ánh mắt của hai đôi nam nữ này cũng tập trung trên người Tiểu Man, trong mắt bọn họ ngoại trừ vẻ xem diễn trò còn có ánh sáng lạnh. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Tiểu Man mà trong lòng khẽ thở dài. Lấy tính tình của nữ nhân này, nàng có nhiều kẻ thù như vậy cũng hoàn toàn bình thường. Trong lòng hắn đã âm thầm quyết định, chờ vết thương lành rồi, bất kể như thế nào. Hắn cũng phải giúp nữ nhân trước mắt này. Bởi vì từ những lời Tiểu Man nói với Gia Gia nàng lúc trước, hắn phát hiện, Gia Gia Tiểu Man hình như bị thương, bởi vậy chẳng bao lâu sẽ chết. Một khi Gia Gia nàng chết rồi, tình cảnh của Tiểu Man cũng không được tốt lắm. Đại trưởng lão đến. Nhị trưởng lão đến. Tứ trưởng lão đến. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng hô lớn. Vừa dứt lời, ba lão già đi vào trong đại điện. Ba gã bán thánh. Trong lòng Dương Diệp trầm xuống. Vào giờ phút này, hắn mới phát hiện, vì sao những người thánh địa đi tới đại lục huyền giả đều là bộ dạng mũi hướng lên trời. Không nói gì khác, chỉ cường giả bán thánh của thánh địa cùng hỏa linh tộc cộng lại, cũng gấp mấy lần đại lục huyền giả rồi. Nếu như lại thêm bán thánh của các chủng tộc khác thì sao? Thực lực của đại lục huyền giả đúng qua yếu hơn thánh địa quá nhiều. Ra mắt ba vị trưởng lão. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cung kính thi lễ với ba người này. Hôm nay là ngày vui của Tiểu Man, mọi người cũng không cần quá gò bó làm gì, tùy ý là được. Đại trưởng lão dẫn đầu khoát tay áo, sau đó cùng hai lão già đi tới trước mặt Đồng Phần. Đại trưởng lão liếc nhìn Đồng Phần và khẽ thở dài, nhưng không nói thêm lời nào, chỉ ngồi ở bên trái Đồng Phần. Lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Chính là ngươi đã nói năng lỗ mãng với tôn nữ của ta à? Dương Diệp sửng sốt, chẳng bao lâu hắn đã hiểu rõ, tôn nữ của người trước mắt này chính là Thiên Mị. Dương Diệp nhớ lại những lời mình nói với Thiên Mị lúc đó, sau đó lắc đầu, nói. Không có. Hắn quả thật không có làm vậy, bởi vì lúc đó hắn chẳng qua chỉ hỏi một vấn đề mà thôi. Ngươi còn muốn ngụy biện. Nhị trưởng lão tức giận nói. Tôn nữ của ta nói ngươi nói năng lỗ mãng với nàng, vậy ngươi chắc chắn đã nói năng lỗ mãng với nàng. Dương Diệp liếc nhìn nhị trưởng lão, sau đó nói. Ta hiểu ra rồi, ngươi là tới gây chuyện. Ta nói này, ngươi dù gì cũng là một bán thánh, ngươi muốn nhằm vào Gia Gia Tiểu Man thì ngươi cứ trực tiếp tìm Gia Gia của Tiểu Man đi, hắn đang ở trước mặt ngươi đấy. Ngươi gây chuyện với một huyền giả cảnh giới tôn giả như ta, không khỏi quá mất mặt cường giả bán thánh đi. Mọi người sửng sốt. Nam nhân này khó tránh khỏi quá lợi hại đi. Cho dù mọi người đều biết nhị trưởng lão đang mượn cớ gây chuyện, nhưng ngươi cũng không thể trắng trợn nói ra như thế chứ. Ngươi làm vậy không phải ta đang đánh vào mặt cường giả bán thánh sao? Không biết sống chết, trẻ tuổi lỗ mãng, đầu người não heo. Trong giây lát, trong lòng rất nhiều người đã đưa ra đủ loại đánh giá với Dương Diệp. Bởi vì chỉ cần Dương Diệp duy trì im lặng, vậy Gia Gia của Tiểu Man nhất định sẽ đứng ra giúp hắn, đây cũng là kết quả nhị trưởng lão muốn. Bây giờ thì hay rồi, hắn lại kéo lửa giận của bán thánh đến trên người của mình, đây không phải là tìm đường chết sao? Người này không phải là người gan dạ sáng suốt, từ đầu đến chân chỉ là kẻ trẻ tuổi lỗ mãng.
Đại trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp, thầm nghĩ. Đồng phần cũng liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Đầu tiên, nhị trưởng lão ngẩn người. Hắn không nghĩ tới một con kiến hôi cảnh giới tôn giả cũng dám làm hắn mất mặt ở ngay trước mặt mọi người. Sau khi trấn tĩnh lại, trong mắt nhị trưởng lão lóe lên một tia u ám, nói. Không quan tâm ngươi ở nhân tộc từng có thân phận gì, nếu ngươi đã đến hỏa linh tộc ta, vậy phải hiểu quy định của hỏa linh tộc ta. Ngươi không hiểu cũng không sao, bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi. Hắn nói xong, một áp lực mạnh mẽ tuôn ra khỏi cơ thể hắn, giống như núi cao ép về phía Dương Diệp. Khi uy áp này xuất hiện, sàn nhà dưới chân của Dương Diệp lập tức có vết nứt. Nhưng khi uy áp này sắp chạm đến Dương Diệp, một luồng áp lực khác đột nhiên xuất hiện, va chạm vào uy áp này. Hai bên va chạm vào nhau rồi im lặng trong chớp mắt, sau đó đồng thời biến mất, lại giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thiên Viêm, người nhân tộc này nói không sai, ngươi có gì thì cứ tới gặp ta. Đường đường là bán thánh lại ra tay với một nhân loại cảnh giới tôn giả, ngươi không cảm giác mất mặt, ta cũng cảm thấy mất mặt đấy. Đồng phần khẽ nói. À, Thiên Viêm cười khẽ, nói. Nhị trưởng lão, à không đúng, bây giờ là tam trưởng lão. Tam trưởng lão nói gì vậy? Ta làm sao có thể ra tay với ngươi được? Ta chỉ thấy người cháu rể này của ngươi không hiểu quy củ, dạy dỗ hắn một chút quy định mà thôi. Nếu ngươi không muốn thì quên đi. Chẳng qua, người không hiểu quy củ thì đều chết sớm. Nếu chẳng may ngày nào đó hắn không cẩn thận chết đi rồi, vậy tiểu man có thể phải thủ tiết đấy. Lão già kia. Lúc này, tiểu man vốn vẫn im lặng đột nhiên nói chuyện. Ngươi không phải cho rằng gia gia sắp chết, cho nên mới không kiêng nể gì như thế sao? Lão tử nói cho ngươi biết, ta đã có cách loại bỏ lửa độc trong cơ thể của gia gia ta. Nói xong, tiểu man xoay cổ tay một cái, một ngọn lửa lớn chừng ngón cái xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Thiên địa linh hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa này, rất nhiều người ở đó thất thanh. Hỏa linh tộc sùng bái lửa, mà lửa này tất nhiên không phải là lửa bình thường, mà là thiên địa linh hỏa, còn có cả thần hỏa vực ngoại đó. Hỏa linh tộc cũng có thiên địa linh hỏa, hơn nữa số lượng không ít, nhưng thiên địa linh hỏa đối với bọn họ mà nói vẫn vô cùng quý giá, bởi vì mỗi một đóa thiên địa linh hỏa, có thể tạo ra một cường giả bán thánh cho hỏa linh tộc của bọn họ. Hiện tại gặp được một thiên địa linh hỏa, bọn họ tất nhiên vô cùng khiếp sợ, bởi vì điều này đại biểu hỏa linh tộc có thể có thêm một bán thánh. Có thêm một bán thánh có nghĩa là tương lai hỏa linh tộc ở trong đại chiến với huyền giả nghịch chủng sẽ có thêm mấy phần sức tự bảo vệ mình. Nhìn linh hóa trong tay tiểu man, không chỉ trong mắt nhị trưởng lão mà ngay cả đại trưởng lão và tứ trưởng lão vẫn luôn trầm mặc đều hiện lên vẻ tham lam. Thiên địa linh hỏa có thể tạo ra một bán thánh. Nhưng nếu ở trong tay một bán thánh cũng đủ để khiến thực lực của bán thánh này để thăng 2-3 thành. Mà những nữ tử và nam tử hỏa linh tộc đó ở bên cạnh thì lại càng bất kham hơn, vẻ tham lam trong mắt không hề che giấu, nếu không phải có mấy tên bán thánh ở đây, chỉ sợ tất cả đều ùa lên mà cướp rồi. Ngươi sao lại có thiên địa linh hỏa? Nhị trưởng lão nói xong, vươn tay về một cái, muốn tóm lấy U Minh quỷ hỏa đó, nhưng một bàn tay đã nhanh hơn tóm lấy U Minh quỷ hỏa trước lão. Nhị trưởng lão biến sắc, quay phát đầu lại, giận dữ nhìn đống phần vừa xuất thủ, nói. Ngươi làm gì thế? Đồng phần cười lạnh một tiếng, nói. Thiên Viêm, ngươi đúng là càng già càng không biết xấu hổ, thiên địa linh vật này chính là vật của cháu gái ta, không ngờ ngươi cũng muốn xuất thủ cướp đoạt, đúng là còn không biết xấu hổ hơn cả chó. Ngươi! Thiên Viêm tức lắm, trong cơ thể huyền khí dũng động, giống như muốn động thủ. Im hết cả đi! Lúc này, đại trưởng lão lên tiếng. Nghe thấy đại trưởng lão lên tiếng, Thiên Viêm hừ lạnh một tiếng, huyền khích trong cơ thể cũng lắng xuống, chỉ là ánh mắt lão vẫn nhìn chằm chằm vào U Minh quỷ hỏa trong tay đồng phần. Đại trưởng lão nhìn về phía Tiểu Man, nói. Tiểu Man, thiên địa linh hỏa này ngươi từ đâu mà có? Thiên Viêm và đồng phần, cùng với tứ trưởng lão đều nhìn về phía Tiểu Man, đối với việc Tiểu Man đột nhiên lấy ra một thiên địa linh vật, bọn họ đều rất tò mò. Tiểu Man nhìn về phía Dương Diệp, nói. Là xính lễ hắn tặng ta. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, đây là tự ta tặng ngươi à? Là ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đấy chứ? Có điều hắn không nói gì, ơn cứu mạng, đừng nói một U Minh quỷ hỏa, cho dù là 10 U Minh quỷ hỏa, chỉ cần đối phương muốn hắn sẽ nguyện ý đưa ra. Ánh mắt của mọi người đều hướng lên người Dương Diệp. Hắn á?
Thiên Mị đột nhiên nói. Sao có thể, hắn chỉ là một con kiến tôn giả cảnh, sao có thể có thiên địa linh hỏa, hừ, Tiểu Man, người muốn đề cao địa vị của phu quân người trong hỏa linh tộc thì cũng không cần phải nói dối một cách trắng trợn vậy chứ. Tiểu Man, việc này quan hệ trọng đại, người nói thật đi. Đại trưởng lão nhíu mày, thanh âm có chút trầm thấp. Bởi vì một tôn giả cảnh, căn bản không thể hàng phục được thiên địa linh hỏa, cho dù là hoàng giả cảnh cũng có chút khó khăn. Cho nên, lão cũng cho rằng là Tiểu Man đang nói dối. Tiểu Man nói, các ngươi tin hay không thì tùy, dù sao thì việc này chẳng liên quan gì tới các ngươi cả. Lão già, có thiên địa linh hỏa này, hỏa độc trong cơ thể ngươi chắc có thể giải trừ được đó. Đồng Phần lắc đầu, nói, nhà đầu ngươi, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi lấy ra bảo bối gì, thì ra là thiên địa linh hỏa, nếu là thiên địa linh hỏa, ngươi việc gì phải lấy ra ở trước mặt mọi người. Ngươi có biết có một số người vô sỉ đến mức không cần mặt mũi à? Ngươi mà lấy ra là họ sẽ cướp ngay. Sắc mặt đám người đại trưởng lão có chút khó coi, Thiên Viêm thì càng khó coi đến cực điểm, bởi vì kẻ ngốc cũng biết Đồng Phần này là đang nói lão. Tiểu Man nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Thiên Viêm, nói. Thiên trưởng lão, đây là đồ của gia gia ta, ngươi sẽ không thật sự vô sỉ đến mức muốn cướp đi chứ? Phi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thấy lời nói của Tiểu Man, Dương Diệp đột nhiên không nhịn được mà bật cười, không thể không nói, nữ nhân này nói chuyện thật sự rất khiến cho người ta buồn cười. Thiên Viêm nghe thấy lời nói của Tiểu Man thì sắc mặt đã lập tức biến thành màu gan lợn. Khi nhìn thấy Dương Diệp không ngờ cười phì thì trong lòng tức giận giống như muốn tìm được chỗ chút giận dữ hét với Dương Diệp. Nhân tộc đê tiện, có tin lão phu một trưởng đánh ngươi thành thịt vụn không? Dương Diệp cũng nổi giận, nói. Ngươi thật sự là bán thánh chứ không phải là phàm nhân cảnh à? Ngươi nếu như thật sự là bán thánh, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ thôi sao? Khuôn mặt Thiên Viêm giật giật, có điều cuối cùng vẫn không lựa chọn động thủ. Bởi vì làm vậy thì lão sẽ thật sự thành ỷ lớn hiếp nhỏ, hơn nữa có Đồng Phần ở bên cạnh, lão xuất thủ chắc cũng chẳng làm được gì. Lập tức hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Tiểu súc sinh, đối phó với ngươi, còn cần ta ỷ lớn hiếp nhỏ à? Chỉ cháu gái ta là đủ rồi. Lúc này Thiên Mị cũng lạnh lùng nói. Đúng vậy, đối phương chỉ là một con kiến tôn giả cảnh của nhân tộc nho nhỏ, cần gì ra ra phải xuất thủ. Chỉ ta đây là đủ rồi. Dương Diệp nói, quả nhiên là ông nào cháu nấy, ngươi là hoàng giả cảnh, mà ta là tôn giả cảnh, ngươi đối phó ta, đương nhiên là đủ. Chỉ tại bản thân ngươi quá yếu, trách ai được chứ? Thiên Mị lạnh giọng nói, ta thì sao? Tiểu Man đột nhiên nói, cảnh giới của ta và ngươi tương đương nhau, hay là chúng ta làm vài chiêu nhé? Mặt Thiên Mị giật giật, sắc mặt vô cùng khó coi, tuy nàng có cảnh giới tương đương với Tiểu Man. Nhưng thực lực so với Tiểu Man lại yếu hơn rất nhiều, bởi vậy, lời nói muốn ứng chiến mấy lần lên tới yết hầu nàng ta thì lại bị nàng ta cố nuốt lại. Hay là... Lúc này, nam tử bên cạnh Thiên Mị đột nhiên đi ra, sau đó nhìn Dương Diệp, nói. Hay là để ta đánh vài chiếu với vị huynh đài này đi. Đương nhiên, thực lực của ta cao hơn huynh đài, cho nên, để công bằng, vị huynh đài này chỉ cần tiếp được ba kiếm của ta là được rồi. Chỉ cần hắn tiếp được ba kiếm của ta thì coi như ta thua, thế nào? Nói đến đây, nam tử lại lạnh lùng cười nói. Đương nhiên, vì lo nghĩ tới cảnh giới của huynh đài, ta chỉ dùng ba thành thực lực, thế nào? Là Bạch Trần. Trong sân có người kinh hô. Ta ở trên mặt đất đã từng nghe về đại danh của hắn, nghe nói hắn là thiên tài kiếm đạo yêu nghiệt nhất của thánh đường ngoài Tả Đăng Phong. Không ngờ hắn lại tới hỏa linh tộc ta, hơn nữa còn trở thành nam nhân của Thiên Mị. Không phải nói kiếm tu đều cực kỳ cao ngạo sao? Hắn sao lại tới hỏa linh tộc ở dế? Kiếm tu không phải thái giám, chỉ cần là nam nhân, tất nhiên sẽ có nhu cầu về phương diện đó. Cho nên, chắc là hắn thích Thiên Mị cho nên mới không ngại ở dế tại hỏa linh tộc chúng ta. Bất kể là gì, dù sao đối với ta hỏa linh tộc mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. He he, cường giả hoàng giả cảnh 20 tuổi, lại là kiếm ý địa cấp đỉnh phong, thiên tài cỡ này. Cho dù hắn tới ở rể thì trưởng lão của hỏa linh tộc ta khẳng định cũng sẽ không bạc đãi hắn. Ta cũng rất hiếu kỳ về nam nhân của Tiểu Man, không biết hắn có đáp ứng hay không, nếu hắn không đáp ứng, vậy Diểu Man sau này sẽ không thể ngẩng đầu lên ở trước mặt mọi người rồi, ha ha.
hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Vì sao? Hỏi thừa, đáp ứng không phải là chịu chết à? Chấm chấm chấm. Ánh mắt của mọi người đều chiếu lên người Dương Diệp. Dương Diệp đang định lên tiếng thì Tiểu Man lại đột nhiên kéo tay hắn, sau đó lắc đầu. Trong lòng Dương Diệp thấy ấm áp, tuy nữ nhân này cứu hắn, cưỡng ép hắn phải thành thân với nàng ta, thậm chí còn lấy đi u minh quỷ hỏa của hắn. Có điều lòng dạ của nữ nhân này chung quy vẫn không phải quá xấu xa. Dương Diệp cười cười với nàng ta, sau đó nhìn về phía nam tử đó, nói. Nếu ta tiếp được ba kiếm của ngươi thì ngươi sẽ như thế nào? Ta cho ngươi một viên hỏa tinh thạch ngàn năm. Người lên tiếng không phải là nam tử, mà là Thiên Viêm, lão sở dĩ nói như vậy, tất nhiên bởi vì sợ Dương Diệp sẽ đổi ý. Hỏa tinh thạch ngàn năm. Nghe thấy lời nói của Thiên Viêm, trong sân vô số người hít một hơi lạnh, hiển nhiên là biết về sự quý giá của hỏa tinh thạch ngàn năm này. Đồng phần nhìn thoáng qua Thiên Viêm, hắn không ngờ Thiên Viêm này lại chịu làm vậy, ngay cả hỏa tinh thạch ngàn năm cũng có thể lấy ra. Thứ đó cho dù là cường giả bán thánh cũng không có nhiều. Mà bản thân hắn thì cũng chỉ có một viên. Hỏa tinh thạch ngàn năm. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Man với vẻ nghi hoặc, ở đây chỉ có hắn là không biết hỏa tinh thạch là thứ gì. Lời nói của Dương Diệp khiến vô số người trong sân cười ổ, ở trong mắt bọn họ, Dương Diệp không nghi ngờ gì nữa là một tên nhà quê. Tiểu Man nói, hỏa tinh thạch được sản xuất từ trong nham thạch nóng chảy, là bảo vật của hỏa linh tộc chúng ta, bởi vì nó có thể đề thăng tu vi của người ta, cũng có thể chữa trị thương thế. Hỏa tinh thạch có thời gian càng lâu thì hiệu quả lại càng cao. Hỏa tinh thạch ngàn năm. Nếu ngươi dưới tình huống thương thế chưa khỏi hoàn toàn ăn vào một viên hỏa tinh thạch ngàn năm thì rất có khả năng sẽ đột phá tôn giả cảnh, đạt tới hoàng giả cảnh. Nếu ta hiện tại ăn vào một viên hỏa tinh thạch ngàn năm, thương thế của ta mất bao lâu thì có thể được chữa trị hoàn toàn? Dương Diệp hỏi. Tiểu Man nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Lâu nhất là 3 ngày, 3 ngày ngươi có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong của ngươi. Đồ tốt! Trong thanh âm của Dương Diệp mang theo vẻ hưng phấn, sau đó nhìn về phía Thiên Viêm, nói. Ê, lão già kia, nếu người nguyện ý lấy ra 2 viên hỏa tinh thạch làm vật đặt cược thì trận chiến này ta theo. Khóe mắt Thiên Viêm giật giật, cả giận nói. Người cho rằng hỏa tinh thạch là đá à, nói lấy ra bao nhiêu tả có bấy nhiêu. Không có à. Dương Diệp lắc đầu, nói. Vậy thôi bỏ đi, không đánh đâu, các ngươi muốn làm gì thì làm. Đừng ảnh hưởng tới việc thành thân của chúng ta. Khóe miệng Thiên Viêm giật giật, lão hít sâu một hơi, sau đó lạnh nhạt nói. Ngươi muốn chơi lớn thì chúng ta dứt khoát chơi lớn luôn đi. Hỏa tinh thạch ngàn năm ta có 5 viên, chỉ là nếu ngươi không tiếp được thì thế nào? Dương Diệp xòe tay, nói. Nếu ta không tiếp được thì chết thôi. Mơ tưởng. Thiên Viêm cả giận nói. Tên đê tiện ngươi, 1 viên hỏa tinh thạch ngàn năm cũng chẳng đáng. Vậy mà còn muốn 5 viên hỏa tinh thạch ngàn năm à? Dương Diệp nhướng mày, sau đó nhìn về phía Tiểu Man, mà Tiểu Man thì nhìn về phía đồng phần lắc đầu, nói. Ta không có nhiều hỏa tinh thạch ngàn năm vậy đâu, hơn nữa ta không biết hắn có thể tiếp được 3 kiếm của đối phương hay không. Tiểu Man trầm mặc một lúc, sau đó đi đến trước mặt Dương Diệp, ở trong tay nàng ta là một đống tảng đá to bằng ngón cái đang bốc ra những ngọn lửa, có 30 viên, nói. Tuy là cao nhất nhưng cũng chỉ khoảng 200 năm, ta chỉ có từng này thôi. Nói xong, nàng ta do dự một thoáng, sau đó hai tay lật lên, đôi chùy đỏ của nàng ta xuất hiện trong tay, tiếp theo đưa chùy đỏ cho Dương Diệp, nói. Lần này, ta thật sự không còn gì đáng giá nữa cả. Dương Diệp. Nhìn đôi chùy đỏ trong tay Tiểu Man, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Đây chính là vũ khí của ngươi, ngươi không sợ ta thua sao? Thua thì thôi. Tiểu Man thờ ơ nói. Dù sao nói đến cùng thì ta vẫn là buôn bán có lời. Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt nàng ta thỉnh thoảng vẫn chiếu xuống đôi chùy đỏ. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía đồng phần, nói. Trả lại thiên địa linh hỏa cho ta, ta đổi ý rồi. Nhìn thấy Tiểu Man lấy ra tất cả những đồ mà mình tích góp được, mà đồng phần đó thì lại chẳng lấy ra gì. Điều này khiến cho Dương Diệp khó chịu đến cực điểm. Mọi người ngây ra, bao gồm cả đồng phần. Ngươi có ý gì? Đồng phần trầm giọng nói. Dương Diệp cười nhạo một tiếng, nói. Vẫn chưa rõ à, thiên địa linh hỏa này là của ta,
mà ta hiện tại không muốn dùng thiên địa linh hỏa này làm xính lễ nữa. Bởi vì ta muốn lấy thiên địa linh hỏa này ra làm vật cược. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, mắt nhị trưởng lão lập tức sáng lên, vẻ nóng bỏng trong mắt như biến thành thực chất. Mà lần này sắc mặt Đồng Phần lại trở nên khó coi. Thấy Đồng Phần không nói gì, Dương Diệp lại nói. Sao, chẳng lẽ một số người nào đó cũng vô sỉ tới mức muốn cướp trăng hả? Chính là vậy. Lúc này, nhị trưởng lão cũng nói. Đồng Phần, người sẽ không thật sự vô sỉ như vậy chứ? Nếu ngay cả đồ của một huyền giả tôn giả cảnh ngươi cũng cướp, vậy thì đúng là khiến hỏa linh tộc chúng ta mất hết mặt mũi đó. Mà ta, từ nay về sau cũng sẽ khinh thường ngươi, thậm chí phải làm trưởng lão cùng ngươi ta cũng cảm thấy là một điều sỉ nhục. Lúc trước Đồng Phần dùng lời xỉa sói lão, hiện tại bị lão trả lại toàn bộ, điều này khiến cho trong lòng nhị trưởng lão sảng khoái vô cùng. Diệp Dương, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Đồng Phần nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp cười khẽ, nói. Ta đương nhiên biết ta đang làm gì, đồng trưởng lão, ngươi hiện tại vẫn không giao ra, chẳng lẽ thật sự là muốn cướp đồ của một huyền giả tôn giả cảnh à? Hay là vì thiên địa linh hỏa này mà đồng trưởng lão ngươi cũng lựa chọn không cần mặt mũi nữa? Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, vô số người hít một hơi lạnh, gan của Diệp Dương này chẳng lẽ là làm bằng sắt à? Không ngờ lại dám sỉ nhục một cường giả bán thánh như vậy. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đồng Phần trầm giọng nói. Đó là chuyện của ta. Dương Diệp không chút yếu thể nhìn thẳng vào Đồng Phần. Tiểu Man cô nương, ta nợ ngươi một mạng, nhân tình này cả đời ta sẽ không quên. Nếu ngươi cứ muốn u minh quỷ hỏa này vậy ta cũng sẽ đáp ứng, chỉ là về sau, việc thành thân đừng có nhắc tới nữa, thế nào? Tiểu Man trầm mặc một lúc, sau đó nói. Ngươi như vậy, ta. Lúc này, Thiên Viêm đột nhiên châm chọc. Đồng Phần, ngươi luôn nói ta là một người hèn hạ vô sỉ, hiện tại xem ra, khi đối mặt với bảo vật, Đồng Phần ngươi cũng chẳng phải là đồ hèn sao. Đồng Phần không bận tâm tới Thiên Viêm, mà nhìn Dương Diệp, nói. Ta đưa thiên địa linh hỏa cho ngươi, ngươi lập tức sẽ chết ngay, có biết không? Ý tứ của lão chính là, trả lửa cho ngươi thì ta sẽ không bảo vệ ngươi nữa, không có sự bảo hộ của ta, ngươi cho dù thắng thì cũng vẫn cứ phải chết. Dương Diệp sao không hiểu ý lão? Lập tức cười nói. Ta tin, nếu ta dùng thiên địa linh hỏa làm xính lễ, sẽ có rất nhiều trưởng lão nguyện ý gả cháu gái cho ta, tất nhiên bọn họ khẳng định cũng sẽ bảo vệ ta. Dương Diệp đã nhìn rõ thế cục ở đây, những trưởng lão ở đây đều là chẳng bằng mặt cũng chẳng bằng lòng. Đại trưởng lão, còn cả tứ trưởng lão đều thèm khát thiên địa linh hỏa này, sở dĩ không muốn động thủ là vì thiếu một lý do hợp lý mà thôi, mà hắn là chủ nhân của thiên địa linh hỏa. Vừa hay có thể cho những người này một lý do. Hắn sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là muốn thấy Đồng Phần này khó chịu. Đối với hắn mà nói, ngươi khiến ta khó chịu, ta tất sẽ khiến ngươi càng khó chịu hơn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đại trưởng lão và tứ trưởng lão lập tức động lòng, thiên địa linh vật có thể giúp họ tăng cường thực lực, đừng nói là một cháu gái, cho dù là hai cháu gái bọn họ cũng nguyện ý. Lửa sẽ không trả lại cho ngươi. Bởi vì ngươi lúc này đã xem như thành thân với Tiểu Man rồi. Đồng Phần nói xong câu đó thì thu thiên địa linh hỏa lại. Nếu là đồ bình thường lão tất nhiên sẽ không cướp đoạt, nhưng thiên địa linh hỏa này không chỉ là vấn đề đề thăng thực lực của lão mà còn liên quan tới tính mạng của lão, cho nên, lão bất kể là như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Đây là thật sự không cần mặt mũi nữa rồi. Dương Diệp còn có thể nói gì được nữa? Hắn đâu có cướp lại được. Vật đặt cược của ngươi ta sẽ bỏ ra thay ngươi. Đúng lúc này, đại trưởng lão vốn vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói. Người cả kinh, nhìn đại trưởng lão với vẻ khó tin. Trong lòng nhị trưởng lão và Đồng Phần cũng kinh ngạc không thôi, bọn họ không ngờ, đại trưởng lão luôn nhún nhường không ngờ lại đứng ra vào lúc này, hơn nữa còn là giúp một nhân loại huyền giả. Ánh mắt Dương Diệp chiếu lên người đại trưởng lão, chẳng lẽ lão nhân này đã nhìn ra thực lực của mình. Nhưng rất nhanh. Hắn liền phủ định suy nghĩ đó của chính hắn, đại trưởng lão trước mắt này này thực lực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không mạnh như Lục Ngôn. Bởi vậy, đối phương tuyệt đối không thể nhìn thấu cấm chế mà Lục Ngôn bố trí trên người hắn. Chỉ là nếu vậy thì hắn càng thêm nghi hoặc. Đại trưởng lão cũng không giải thích gì, lật tay một cái, năm viên hỏa tinh thạch màu lửa to bằng bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay lão, sau đó nói. Nếu người thắng,
cho ta thêm 2 viên hỏa tinh thạch ngàn năm là được. Vậy nếu ta thua thì sao? Dương Diệp nói. Đại trưởng lão nói. Cũng chẳng sao, coi như là ta đôi mắt. Dương Diệp nhìn xoáy vào đại trưởng lão, sau đó vươn tay ra vẫy một cái, 5 viên hỏa tinh thạch ngàn năm lập tức bay vào trong tay hắn. Hỏa tinh vào tay, Dương Diệp hơi biến sắc, bởi vì năng lượng ẩn chứa bên trong không ngờ không hề yếu hơn bằng phách mà nữ tử của nhân ngư tộc cho hắn. Hiện tại hắn đã tin lời nói của tiểu man, nếu nuốt một viên, thương thế của hắn khẳng định có thể khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Nếu nuốt 5 viên đá trong tay và băng phách, hắn có lẽ thật sự có thể thành hoàng. Đại trưởng lão tích trữ 5 viên hỏa tinh thạch ngàn năm cũng không dễ dàng gì. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không sợ sẽ mất hết à? Nếu thắng thì sao? Đại trưởng lão cười nói. Vạn nhất thắng được, vậy lão phu tự dưng lại lời được 2 viên hỏa tinh thạch. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Bạch Trần, nói. Ngươi có nắm chắc không? 5 viên hỏa tinh thạch ngàn năm, đối với lão mà nói cũng vô cùng quý giá, bởi vì nó có thể đề thăng thực lực của lão. Là bán thánh, thứ có thể giúp thực lực của bọn họ đề thăng, ở thế gian này đã không còn nhiều. Bạch Trần cười đầy tự tin, nói. Đừng nói hắn chỉ là tôn giả cảnh, cho dù hắn là hoàng giả cảnh, cũng tuyệt đối không tiếp được 3 kiếm của ta. Dương Diệp. Nhị trưởng lão gật đầu, trong lòng cũng thả lỏng một chút. Dù sao chênh lệch giữa hoàng giả cảnh và tôn giả cảnh vẫn rất lớn. Loại người có thể dùng tôn giả cảnh chiến hoàng giả cảnh không phải là không có, nhưng cho dù là ở thánh địa, cũng rất ít. Mà Diệp Dương này, lão chưa bao giờ nghe nói tới thanh danh của hắn, cách khác, đối phương rất có thể chỉ là một tán tu mà thôi. Hơn nữa với nhãn lực của lão, tất nhiên nhìn ra được Diệp Dương này hiện tại đang trọng thương, cho nên, cho dù Bạch Trần chỉ dùng mấy thành thực lực, chắc cũng có thể giải quyết được rồi. Tuy lão ở trong lòng không ngừng tìm lý do để an ủi bản thân, nhưng sâu trong lòng lão vẫn có một chút lo âu, một chút bất an. Có điều lúc này tên đã trên dây, không thể không bắn. Rất nhanh, hỉ đường biến thành chiến đường, mọi người tách ra một khoảng trống, ở giữa, Dương Diệp và Bạch Trần đứng đối diện nhau. Bạch Trần tay nắm chuôi kiếm, sau đó chậm rãi rút kiếm ra. Kiếm vừa rời vỏ, hàn quang xuất hiện. Khí thế cả người Bạch Trần cũng trở nên sắc bén, cao ngạo. Trên mặt hắn vẫn lộ nụ cười thản nhiên, trong mắt người ngoài, đây tất nhiên là sự tự tin tuyệt đối với bản thân. Bạch Trần không động thủ, mà lấy ra một tấm khăn lụa màu trắng, dùng khăn lụa chậm rãi lau thân kiếm, vẻ mặt nghiêm túc giống như kiếm là tình nhân của hắn vậy. Có người nói, nam nhân lúc tự tin, nghiêm túc là đẹp trai nhất, đây là sự thật. Mà Bạch Trần không chỉ tự tin nghiêm túc, dung mạo của hắn cũng rất đẹp. Bởi vậy, khi hắn nghiêm túc lau kiếm thần, cộng với khuôn mặt anh tuấn của hắn, vô số nữ tử hỏa linh tộc trong sân lập tức tim đập thình thịch. Nụ cười trên mặt Thiên Mỹ lúc này còn rực rỡ hơn so với ánh mặt trời, bởi vì đây là nam nhân của nàng ta. Ở hỏa linh tộc, mặt mũi của một nữ nhân gà cực kỳ quan trọng, mà muốn có mặt mũi thì chỉ có 2 loại khả năng, một là thực lực của bản thân, 2 là nam nhân của mình. Không nghi ngờ gì nữa. Lúc này nam nhân của nàng ta rất khiến nàng ta được nở mặt nở mũi. Mà Diệp Dương đó thì sao? Nàng ta quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, khi nhìn thấy Dương Diệp, nàng ta lập tức không khỏi cất tiếng cười nhạo. Lúc này Dương Diệp do đang bị thương nên sắc mặt có chút tái nhợt, về phần khí thế và khí chất, nếu nhìn kỹ thì cũng có một chút. Nhưng so sánh với Bạch Tuần lúc này không nghi ngờ gì nữa là như trời mà đất. Ngươi có biết cái gì là kiếm không? Bạch Trần đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp hơi ngây ra, sau đó nghĩ nghĩ rồi thành thật nói. Ta cảm thấy, không có gì là kiếm hay không kiếm cả, bởi vì bất kỳ kiếm gì đều là dùng để giết người. Thô bỉ, vô tri. Bạch Trần đột nhiên phẫn nộ quát. Nghe những lời này của ngươi là biết người là tán tu thô bỉ không có kiến thức. Kiếm chính là bách binh chi vương, chính là quân tử trong bách binh, kiếm là cao quý. Ngươi không ngờ nói kiếm là dùng để giết người, đúng ta thô bỉ đến cực điểm, vô tri đến cực điểm, xuất kiếm với người là sự vũ nhục đối với kiếm của ta. Tốt! Thiên Mị dẫn đầu reo hò, mà rất nhiều người trong sân cũng bị những lời nói này của Bạch Tuần khiến cho giật mình, sau đó cũng cao giọng hô to. Nhìn thấy chưa, đây mới là kiếm tu nên là như vậy. Nói nghe mà ta cũng muốn đi luyện kiếm.
Nghe nói nữ nhi của tộc trưởng là đao kiếm song tuyệt, không biết là kiếm đạo của nàng ta mạnh hơn là kiếm đạo của Bạch Trần này mạnh. Bạch Trần này rất đẹp trai, đáng tiếc bị Thiên Mị cướp trước rồi. Dương Diệp sững sờ hồi lâu, sau đó nói. Được rồi, đây là kiếm đạo của ngươi, ta không muốn nói gì cả. Có điều, ở trong mắt ta, kiếm chính là để giết người, bởi vì kiếm không giết người thì sẽ không được coi là kiếm. Thô bỉ, vô chi. Vô chi. Dịch ra chút, chúng ta cách xa tên này ra, ở gần với hắn thật sự là làm nhục Tư Văn. Lần này, người mắng Dương Diệp không phải là Bạch Trần, mà là rất nhiều huyền giả của Hỏa Linh tộc ở trong sân. Dùng kiếm để giết ngươi là sỉ nhục đối với kiếm của ta. Bạch Trần nói xong câu này, bấm tay búng một cái, một dòng kiếm khí chợt xuất hiện, bắn nhanh về phía Dương Diệp. Dòng kiếm khí này không ra chỉ kiếm ý, chỉ là một đạo kiếm khí đơn thuần. Nhưng cho dù là một đạo kiếm khí đơn thuần như vậy, Dương Diệp lại giống như gặp đại địch, thân thể căng cứng, giống như là một sợi dây cung bị kéo căng. Nhìn thấy bộ dạng này của Dương Diệp, rất nhiều người trong sân lập tức không nhịn được mà bật cười. Thiên Mị cười nhạo một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiểu Man, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường và châm chọc. Thiên Mị thì hai tay nắm chặt thiết chùy, giống như tùy thời chuẩn bị sẽ xuất thủ cứu viện. Cuối cùng đạo kiếm khí đó đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đột nhiên hành động, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó hơi có về sau, tiếp theo thì đột nhiên xuất kích, một đạo quyền hình cách không chấn về phía đạo kiếm khí đó. Bùm! Quyền hình và đạo kiếm khí đó vừa chạm nhau đã vỡ vụn, mọi người sửng sốt, Diệp Dương này không ngờ đánh nát được kiếm khí của Bạch Trần. Mà ngay sau đó, mọi người lại càng sững sờ, bởi vì chỉ thấy Diệp Dương đột nhiên liên tục lui về phía sau, cho tới khi lui được gần trăm bước mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Dương trong ánh mắt của mọi người bắt đầu thở dốc, giống như một quyền vừa rồi đã dùng tới khí lực toàn thân hắn vậy. Ha ha! Cái loại mặt hàng này mà không ngờ dám tuyên bố muốn tiếp ba kiếm của Bạch Trần, ta hiện tại cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, chính là đây. Vốn ta còn tưởng rằng hắn là giả heo ăn thịt hổ, đợi hắn mang tới cho ta một kinh hỉ, hiện tại xem ra, hắn chính là một con heo thật sự. Ngay cả một thành thực lực của Bạch Trần mà cũng thiếu chút nữa không tiếp nổi, hắn trong tôn giả cảnh coi như là loại tồn tại yếu nhất rồi. Ta sống hơn 20 năm. Chưa từng thấy tên nào chán sống như vậy. Ở bên cạnh, Phù Cẩm Thiên nhìn Dương Diệp rồi sau đó thì thu hồi ánh mắt. Cũng như mọi người, nàng ta vốn cũng cho rằng nam nhân trước mắt sẽ mang đến cho nàng ta một kinh hỉ bất ngờ. Nhưng sự thật là, đối phương ngay cả một thành thực lực của Bạch Trần cũng thiếu chút nữa không tiếp nổi. Có kỳ vọng thì sẽ có thất vọng, nàng ta hiện tại đã có chút thất vọng, không có bất kỳ ý gì khác, chỉ đơn thuần là thất vọng mà thôi. Nhìn Dương Diệp vẫn đang không ngừng thở dốc, Tiểu Man đang muốn đi tới thì lại bị Đồng Phần ngăn lại, nói. Cứ để hắn chịu khổ một chút, điều này có lợi đối với hắn. Tiểu Man đang muốn nói gì thì đúng lúc này, Dương Diệp ở trong sân lại đột nhiên bước về phía Bạch Trần. Hắn đi rất chậm, chậm vô cùng, giống như một đứa bé vừa tập đi. Điều này ở trong mắt người ngoài, không nghi ngờ gì nữa là trong cơ thể hắn khẳng định đã bị nội thương nghiêm trọng. Nào! Nào, tiếp, tiếp đi. Dương Diệp nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Trường kiếm trong tay Bạch Trần chỉ xuống đất, nghiêng người nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi không ngờ có thể tiếp được một thành lực lượng của ta, xem ra ngươi cũng không tính là phế vật. Nhìn bộ dạng của ngươi, ta cho thêm một đạo kiếm khí nữa là ngũ tạng lục phủ của ngươi có thể sẽ bị chấn cho biến thành bụi phấn. Trời cao có đức hiếu sinh, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận sai với Mị Nhi đi. Chỉ cần nàng ta nguyện ý tha thứ cho ngươi thì ta cũng không phải là không thể thả cho ngươi một con đường sống. Thiên Mị hừ lạnh một tiếng, khoanh tay nhìn Dương Diệp, nói. Chỉ cần ngươi dập đầu 100 cái với ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi, thế nào? Nói xong, nàng ta liếc về phía Tiểu Man. Tiểu Man không nói gì, chỉ đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó giữ chặt tay Dương Diệp, nói. Chúng ta đi thôi. Tỷ thí vẫn chưa kết thúc. Lúc này, Thiên Viêm lạnh giọng nói. Đương nhiên, muốn đi cũng được, nhưng hắn phải nhận thua. Tiểu Man đang định lên tiếng thì lúc này, Dương Diệp đột nhiên lật tay nắm lấy tay nàng ta, tiếp theo, ánh mắt Tiểu Man lộ ra vẻ khiếp sợ. Dương Diệp cười nói. Đừng lo, ta không sao. Nói xong, hắn buông tay Tiểu Man ra, sau đó bước về phía Bạch Trần.
Tiểu Man vẫn đứng lặng tại chỗ, giống như bị điểm huyệt, không hề nhúc nhích. Nào, tiếp đi. Dương Diệp khi nói những lời này thì giống như đang quyết định sinh tử vậy, vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Vị đại trưởng lão ủng hộ Dương Diệp ngồi yên trên ghế, hai mắt khép hờ, giống như đang ngủ say. Không ai biết lão đang nghĩ gì. Nhị trưởng lão Thiên Viêm ở bên cạnh lão thì sắc mặt tươi cười, sau khi nhìn thấy một màn ở trong sân lúc trước, một tia lo lắng còn sót lại trong lòng lão đã triệt để biến mất. Kỳ thật biểu hiện bên ngoài của Dương Diệp lúc này mặc dù có chút khoa trương, nhưng thực tế cũng gần giống như vậy. Bởi vì tính đặc thù sau kiếm ý thập trọng, chỉ cần người có kiếm ý thấp hơn hắn, hắn đều có thể hấp thu kiếm ý của đối phương. Lúc trước, hắn vốn có thể đứng đó bất động, tùy ý để kiếm khí đánh lên người, bởi vì cho dù như vậy, kiếm khí cũng đừng hòng làm tổn hại hắn. Đừng nói Bạch Trần chỉ thi triển một thành thực lực, cho dù hắn thi triển 10 thành thực lực, cũng không thể dùng kiếm để đả thương hắn được. Nhưng hắn không làm như vậy là có hai nguyên nhân, thứ nhất là hắn không muốn bại lộ thực lực của mình hiện tại, thứ hai là trong lòng hắn còn có một tính toán nhỏ nhặt. Chính bởi vậy, hắn mới dùng lực lượng nhục thân để cố phá kiếm khí, mà lúc này thương thế trong cơ thể hắn cực kỳ nghiêm trọng, cường hành dùng lực lượng tất nhiên là không dễ chịu gì, hơn nữa hắn lại có ý giả vờ, bởi vậy tất nhiên là dễ dàng qua mặt được những cường giả bán thánh ở đây. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, mọi người trong sân lập tức trợn mắt há hốc mồm. Đầu tên này bị đánh cho đơ rồi à? Người ta đã đồng ý rồi, chỉ cần hắn nhận thua, có thể thả cho hắn một con đường sống, hắn không ngờ vẫn tự tìm chết. Đầu thật sự là bị đánh cho hỏng rồi sao? Ta thấy hắn là muốn hỏa tinh thạch đến phát điên rồi. Ta thì có chút bội phục hắn, ít nhất thì đổi lại là ta tuyệt đối sẽ không dám làm như thế. Cái này gọi là nghé con mới sinh không sợ hổ, cũng gọi là điếc không sợ súng. Ta dám cá rằng, sau kiếm tiếp theo hắn sẽ phơi thây tại chỗ. Bạch Trần nắm chặt trong tay kiếm, không biết hắn làm gì, kiếm trong tay hắn đột nhiên dần dần giống như là không còn hàng mang, một số huyền giả ở gần hắn lập tức cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Bạch Trần nhìn Dương Diệp, lạnh lùng nói. Người cho rằng người tiếp được một kiếm của ta thì có thể tiếp được kiếm thứ hai à? Nếu người nghĩ như vậy thì ta sẽ nói cho người hay, người sai rồi, sai 10 phần rồi. Dương Diệp lúc này đột nhiên nói. Một người thân của ta nói với ta, ra ngoài lặn lộn nhất định phải nhún nhường, nhất định phải cẩn thận, đừng tùy tiện gây chuyện. Bởi vì bọn họ biết, tính khí của ta không tốt, một khi không nhường nhịn thì rất có thể sẽ là máu chảy thành sông. Ta tự xét lại thì thấy khi ta tức giận, tự ta cũng cảm thấy mình giống như một người điên. Bản thân ta quả thật nên nhún nhường một chút. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút rồi lại nói. Nhưng khi gặp phải kẻ tự cho là đúng như ngươi thì ta thật sự là có chút không nhịn được. Ngươi con mẹ nó muốn đánh thì đánh đi, sao cứ lải nhải lắm thế? Ngươi không phải là muốn ở trước mặt mọi người khoe khoang sự phong tao của ngươi à? Ngươi bớt làm màu một chút thì chết à? Ngươi có biết ta đã mấy lần không nhịn được mà muốn làm thịt ngươi rồi không? Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn Dương Diệp với vẻ bất khả tư nghị, nhún mình. Tính tình không tốt, tức giận sẽ máu chảy thành sông. Làm thịt Bạch Trần, hắn là điên thật rồi à. Lúc này, đại trưởng lão trợn mắt nhìn Dương Diệp, nhưng lập tức lại nhắm chặt hai mắt. Về phần nhị trưởng lão, trên mặt vẫn là nụ cười lạnh. Tứ trưởng lão và đồng phần thì nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Ngươi cho rằng ngươi là huyền giả nghịch chủng à? Lúc này, Đó Thiên Mị đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, nói với vẻ khinh thường. Nhún mình, tính tình không tốt, máu chảy thành sông, làm thịt Bạch Trần, ngươi nhún nhường chút cho lão nương xem nào. Ngươi làm máu chảy thành sông cho lão nương xem nào. Ngươi giết Bạch Lang cho ta xem thử đi. Một con kiến tôn giả cảnh, không ngờ lại dám nói ẩu nói tả như vậy, đúng là chuyện cười hay nhất là lão nương cả đời này mới gặp đó. Sẽ có cơ hội. Dương Diệp hờ hững nhìn thoáng qua Thiên Mị, sau đó nhìn về phía Bạch Trần, nói. Tiếp đi chứ, ta đứng lâu lắm rồi. Đúng rồi, ngươi đừng có lải nhải nhiều với ta, cũng đừng lèm bèm ngươi thế nọ thế kia, ta không có hứng thú nghe đâu, là đàn ông thì quyết đoán chút đi, chúng ta kết thúc nhanh lên ta còn đi ăn cơm. Mọi người. Mặt Bạch Trần không còn vẻ vân đạm phong khinh giống như lúc trước nữa, thay vào đó là vẻ dữ tợn, nói. Ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ cho ngươi đi chết. Dứt lời, trường kiếm trong tay Bạch Trần không đâm một phát về phía Dương Diệp.
Theo một cái đâm này, một đạo kiếm khí từ mũi trường kiếm bắn ra, tốc độ của đạo kiếm khí này cực nhanh, không đến thời gian một cái hô hấp đã tới trước mặt Dương Diệp. Mà đạo kiếm khí này vẫn không ra chỉ kiếm ý, chỉ là nó mạnh hơn đạo kiếm khí lúc trước rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Dương Diệp không hề động, khi đạo kiếm khi đó còn cách hắn chỉ mấy chục cm hắn mới động đây. Hắn không xuất thủ, mà là lách người, sau đó đạo kiếm khí ấy lướt qua mặt hắn, về phần hắn thì chẳng làm sao cả. Mọi người trong nháy mắt như hóa đá, né được à? Không ngờ lại né được, đùa gì thế? Thiên Mi, Phù Cẩm Tiên, còn cả bản thân Bạch Tuần cũng ngây người. Rất nhanh, Bạch Tuần phục hồi lại tinh thần, cả giận nói. Người phạm quy, đã nói là tiếp ba kiếm, người không ngờ lại né tránh. Dương Diệp cười lạnh nói. Phạm quy á, ta nói tiếp người ba kiếm chứ có nói là không được né đâu, muốn trách thì chỉ trách tốc độ của kiếm người quá chậm, sao lại đi trách ta? Ngươi, Bạch Trần tức tới sắc mặt tái xanh. Không hề nói là không được né. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên mở mắt, nói. Có thể né được cũng coi như là một loại bản sự, lão nhị, ngươi thấy sao? Sắc mặt Thiên Viêm âm trầm, lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuần, nói. Hắn không phải có thể tránh sao? Đừng lưu thủ, ta cũng muốn xem có còn có thể tránh được nữa hay không. Nhớ đó, đừng có lưu thủ. Hắn chỉ có thể dùng ba thành thực lực. Đại trưởng lão bỗng nhiên nói. Ba thành thực lực đủ để giết hắn rồi. Lúc này, Bạch Trần đột nhiên gầm lên một tiếng, sau đó trường kiếm trong tay hắn rung động kịch liệt. Tiếp theo, kiếm ý thập trọng từ trong cơ thể hắn trào ra, khiến cho vô số người không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bởi vì là cơ hội cuối cùng, hơn nữa Dương Diệp lại chọc giận hắn, bởi vậy, Bạch Trần lần này không lưu thủ. Có điều bởi vì không thể phạm quy, cho nên tuy hắn phóng xuất ra kiếm ý thận trọng, nhưng không dùng kiếm ý để áp chế Dương Diệp. Chết đi! Gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay Bạch Trần đột nhiên vung lên, một đạo hàn quang lóe lên, tốc độ cực nhanh, một số huyền giả tôn giả cảnh trong sân căn bản là không thể nhìn rõ. Phá! Cơ hồ là cùng lúc, tiếng quát khẽ của Dương Diệp cũng vang lên trong sân. Tiếp theo, mọi người chỉ thấy hai tay Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía trước mặt hắn. Khóe miệng Bạch Trần lộ ra nụ cười lạnh khinh thường, một huyền giả tôn giả cảnh đã bị thương mà muốn đón đỡ kiếm ý của hắn. Quả thực chính là người si nói mộng. Rất nhanh, nụ cười lạnh khinh thường ở khóe miệng hắn cứng lại. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người trong sân đều ngây ra. Một tiếng nổ vang lên, đạo kiếm khi đó của Bạch Trần biến mất không thấy đâu, mà Dương Diệp thì vẫn đứng yên tại chỗ không chút sức mẻ. Sao có thể như vậy được? Bạch Trần giống như người mất hồn, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Thiên Viêm đứng bật dậy, hai tay nắm chặt, trong mắt lão cũng là vẻ không thể tin nổi. Đại trưởng lão ở bên cạnh lão cũng vậy, khi nhìn Dương Diệp, trong mắt lão có một tia sắc thái khó có thể nói rõ. Ánh mắt Phù Cẩm Tiên nhìn chằm chằm Dương Diệp, giống như là mới quen Dương Diệp vậy. Dương Diệp vỗ vỗ tay, sau đó nhìn về phía Bạch Trần, nói. Ngươi thua rồi. Nếu đối phương xuất toàn bộ thực lực, với lực lượng nhục thân hiện tại của hắn, căn bản không thể đỡ được. Nhưng, Bạch Trần không dùng toàn bộ thực lực, mà chỉ dùng ba thành thực lực. Ba thành thực lực đối với hắn mà nói. Vốn hắn vẫn muốn giả vờ như hai lần trước, nhưng đối với nam nhân trước mắt này, trong lòng hắn thật sự đã có chút khó chịu, cho nên hắn không giả vờ nữa, dù sao hắn mới chỉ thể hiện ra một chút lực lượng nhục thân mà thôi. Nhìn bộ dạng vân đạm phong khinh của Dương Diệp, một số người đầu óc linh hoạt thì thức minh bạch, đây là giả heo ăn thịt hổ một cách chân chính. Không thể nào, ngươi ăn gian. Lúc này, Thiên Mị đột nhiên chỉ vào Dương Diệp rồi gầm lên, nói. Ngươi sao có thể tiếp được một kiếm này của Bạch Lang, ngươi sao có thể, ngươi căn bản là không thể, ngươi nhất định là ăn gian, đúng rồi, ngươi nhất định là ăn gian. Dương Diệp nói. Đối với loại nữ nhân ngu xuẩn như ngươi, ta thật sự là không muốn nói nhiều. Có điều vẫn phải giải thích, ngươi nói ta ăn gian thế nào? Như thế nào mới có thể gọi là ăn gian? Ngươi, bị Dương Diệp mắng, Thiên Mị tức giận vô cùng, muốn xuất thủ thì đúng lúc này đại trưởng lão đột nhiên nói. Thiên Mị, ngươi nói hắn ăn gian, chẳng khác nào là nói ba lão già chúng ta mù mắt. Và lại, chỉ cần không phải là người ngoài giúp hắn. Hắn có thể tiếp được một kiếm đó chính là bản sự của hắn, hiểu chưa?
Thiên Mị biến sắc, không dám phản bác, địa vị của đại trưởng lão này ở trong Hỏa Linh tộc là tồn tại chỉ dưới tộc trưởng. Lập tức, nàng ta chỉ có thể nhìn chằm chằm Dương Diệp với vẻ oán độc, giống như muốn nhìn cho Dương Diệp chết tươi vậy. Ngươi lừa ta. Lúc này, Bạch Trần đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta chính là lừa người đó, người làm gì được nào? Sắc mặt Bạch Trần lập tức trở nên dữ tợn, kiếm trong tay hắn không ngừng run run. Dương Diệp mặc kệ hắn, nhìn về phía Thiên Viêm ở bên cạnh, nói. Đưa đồ đây. Khóe miệng Thiên Viêm giật giật, năm viên hỏa tinh thạch ngàn năm, với thực lực của lão muốn thu hoạch được cũng ít nhất phải cần mấy chục năm. Cứ như vậy mà lấy ra à? Lão đương nhiên không cam lòng, có điều ngay khi lão muốn giở trò thì đại trưởng lão lại nói. Thiên Viêm, người tốt xấu gì cũng là nhị trưởng lão của Hỏa Linh tộc, nếu ngay cả chút đồ vật đó cũng muốn giở trò thì chẳng phải là khiến cho nhân tộc cười nhạo Hỏa Linh tộc ta à? Lấy ra đi. Sắc mặt Thiên Viêm trầm xuống, không nói gì. Sao, ngay cả đồ của ta cũng muốn nuốt à? Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nói. Thiên Viêm trầm ngâm một lúc, sau đó cười nói. Đại trưởng lão nói đùa à, ta đâu phải là loại người đó. Chịu chơi thì chịu thua, cầm đi. Nói xong, vung tay lên, năm viên hỏa tinh thạch bay về phía đại trưởng lão. Sau đó lão lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tốt, rất tốt, không ngờ lão phu hôm nay lại mở mắt. Sát ý trong giọng nói và ánh mắt đã không hề che giấu. Dương Diệp mặc kệ lão, nhìn về phía đại trưởng lão không do dự, tay phải vung lên, ba viên hỏa tinh thạch bay đến tay Dương Diệp. Nhìn hỏa tinh thạch trong tay Dương Diệp, vô số người trong sân ánh mắt nóng rực, có người trong mắt còn lộ hàn quang. Đại đa số người trong sân đều là hoàng giả cảnh, mà Dương Diệp chỉ là tôn giả cảnh, cái này giống như một đứa bé ôm một viên gạch vàng đi trên phố xá sầm uất vậy. Ai mà không đỏ mắt, ai mà không thèm khát. Dương Diệp phớt lờ người chung quanh, cầm ba viên hỏa tinh thạch xoay người quay về trước mặt Tiểu Man, sau đó đưa một viên cho Tiểu Man sửng sốt, nói. Cho ta à? Dương Diệp gật đầu. Nhìn thấy một màn này, vô số người trong sân đầu tiên là sửng sốt, sau đó không ầm ầm mắng chửi. Đồ ngốc, hắn có biết thứ trong tay hắn là gì không vậy? Đó là hỏa tinh thạch đây, là hỏa tinh thạch ngàn năm. Hắn không ngờ thuận tay tặng cho người khác, hắn bị lừa đá vào đầu à? Đúng là khờ, hỏa tinh thạch ngàn năm, đủ để khiến hắn từ tôn giả cảnh đạt tới hoàng giả cảnh, hắn không ngờ thuận tay tặng cho người khác, ngu xuẩn. Thật là hâm mộ quá, tỷ tỷ ta sao không gặp được một người như vậy chứ? Hắn chắc là không biết về sự quý giá của hỏa tinh thạch. Cũng đúng, nhìn bộ dạng đó của hắn, vừa nhìn đã biết là chưa trải đời. Chờ hắn biết được sự quý giá của hỏa tinh thạch rồi chắc sẽ tiếc tới phát khóc đó. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người nhìn quét mọi người một cái, nói. Ta tặng đồ của ta, liên quan gì tới các ngươi? Liên quan gì hả? Nói xong, Dương Diệp dưới sự chú ý của mọi người, để một viên hỏa tinh thạch xuống đất, sau đó nhấc chân lên rồi dậm xuống nói. Ta không chỉ muốn tặng cho người khác, ta còn muốn làm thế này đấy, các ngươi cắn ta hả? Mọi người nhìn thấy Dương Diệp đặt hỏa tinh thạch ngàn năm lên mặt đấy, bốn bán thánh khóe miệng giật giật, đó chính là hỏa tinh thạch ngàn năm. Cho dù là với bọn họ cũng chân bảo hiếm thế, hiện tại thì hay rồi, thằng nhãi tên là Diệp Dương này không ngờ lại đem ra dẫm dưới chân. Bọn họ có một loại xung động muốn đập chết Dương Diệp. Lúc này, một nam tử của hỏa linh tộc đột nhiên chỉ vào Dương Diệp cả giận nói. Tên ngu xuẩn ngươi, tên ngu xuẩn không có nhân lực. Người có biết hỏa tinh thạch chân quý cỡ nào không? Cho dù là một bán thánh muốn có được một viên hỏa tinh thạch ngàn năm ít nhất cũng phải tốn 10 năm thời gian. Người không ngờ lại dám đối đãi với hỏa tinh thạch ngàn năm này như vậy, người sẽ bị trời phạt. Dương Diệp cười lạnh lùng, nói. Ta có bị trời phạt hay không thì liên quan chó gì tới người. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội đấy, các ngươi cũng có thể học theo cái tên ngu ngốc họ Bạch kia. Bảo ta tiếp các ngươi ba chiều, chỉ cần ta không tiếp được, hai viên hỏa tinh thạch trong tay ta sẽ là của các ngươi thế nào. Mặt Bạch Trần giật giật, sát ý trong mắt bắn ra ngoài. Thật ư, giọng nói của rất nhiều người trong sân đã bắt đầu rung rung. Dương Diệp nói, đương nhiên, có điều, các ngươi chỉ được xuất ra ba thành thực lực, hơn nữa, các ngươi cũng phải lấy ra hỏa tinh thạch ngàn năm làm vật cược. Mọi người nghe vậy thì lập tức ỉu xìu.
bởi vì bọn họ không có hỏa tinh thạch ngàn năm. Ta cá với ngươi. Lúc này, Bạch Trần đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Bạch Trần, nói. Ngươi có hỏa tinh thạch ngàn năm à? Bạch Trần trầm giọng nói. Không. Nếu không có thì ngươi cá cái chó gì? Dương Diệp phẫn nộ quát. Ta cá mạng sống với ngươi. Bạch Trần trầm giọng nói. Không cá. Dương Diệp cự tuyệt rất quyết đoán. Muốn cá thì lấy hỏa tinh thạch ngàn năm ra đây, nếu không thì cút được bao xa thì cút bấy nhiêu xa đi, ta không có thời gian nghe ngươi lải nhải. Quá kiêu ngạo. Trong sân, rất nhiều người đã tức tới nổ phổi. Bạch Trần nhìn về phía Thiên Viêm, sắc mặt Thiên Viêm rất âm u, không biết là đang nghĩ gì. Một lúc sau, lão lật tay, lại có 5 viên hỏa tinh thạch xuất hiện trong tay lão ta, sau đó nói. Diệp Dương, chúng ta có thể tiếp tục cá của ngươi, có điều thay đổi quy tắc, đó chính là ngươi phải tiếp một kiếm toàn lực của Bạch Trần, là một kiếm toàn lực, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta sẽ cá. Dương Diệp trầm mặc. Ha ha, sao, sợ rồi à? Ngươi lúc trước không phải rất kiêu ngạo sao? Ngươi không phải rất khệnh khạng sao? Ngươi kiêu ngạo cho chúng ta xem đi, nào nào. Lúc trước Bạch Huynh chỉ xuất 3 thành thực lực, hơn nữa 3 thành thực lực đều không nghiêm túc. Ngươi không ngờ còn cho rằng mình có thể đối kháng với Bạch Huynh, đúng là nực cười đến cực điểm. Hiện tại Bạch Huynh muốn nghiêm túc thì ngươi lại sợ. Tiểu nhân đắc chí, loại người như người, trong tiểu thuyết võ hiệp bình thường không sống quá được 2 câu thoại. Hai tay Dương Diệp nắm chặt, sắc mặt xanh mét, giống như đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Bộ dạng này của Dương Diệp khiến rất nhiều người chung quanh càng thêm đắc ý. Tên kia, là Diệp Dương phải không? Ngươi không phải vừa rồi nói rất hay à? Ngươi hiện tại nói tiếp đi chứ, sao đột nhiên lại biến thành câm điếc thế? Thiên Mị đột nhiên nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn mọi người chung quanh, nói. Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta khinh người quá đáng đấy thì làm sao? Chúng ta khinh người đó, người cắn chúng ta à? Lập tức có người dùng lời của Dương Diệp lúc trước trả lại cho Dương Diệp. Nếu ta tiếp được một kiếm toàn lực của hắn, các ngươi sẽ thế nào? Dương Diệp đột nhiên nói. Mọi người sửng sốt, lập tức có người, nói. Có thể á, ngươi có thể à? Nếu ta vạn nhất tiếp được thì sao? Dương Diệp nói. Lúc này, một nam tử đột nhiên lấy ra mấy chục viên hỏa tinh thạch, sau đó nói. Ngươi nếu tiếp được, ta đem hết chỗ hỏa tinh thạch này của ta cho ngươi, trong đó có mấy viên là hơn 100 năm đó, cũng không tính là đáng chê cười, thế nào? Ngươi nếu tiếp được thì đá của ta cũng cho ngươi. Đá của ta cũng. Rất nhanh, trong sân cơ hồ là có 90% người là lấy hỏa tinh thạch của mình. Những hỏa tinh thạch này ước chừng có ít nhất hơn 1000 viên, trong đó phần lớn đều là mấy chục năm, nhưng có mấy chục viên là hơn 100 năm, trong đó cũng có một viên là 400 năm, đây là Thiên Mị lấy ra. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Tiểu Man, mang hết chỗ đá này cho đại trưởng lão, để đại trưởng lão tạm thời bảo quản. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Không cần, cứ để đó, không ai dám chơi quỵt đâu. Dương Diệp gật đầu, đang chuẩn bị lên tiếng thì Thiên Mị đột nhiên lại nói. Diệp Dương, ngươi nếu có thể tiếp được một kiếm toàn lực của Bạch Lang, lão nương ta sẽ quỳ xuống liếm ngươi. Dương Diệp hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía đại trưởng lão và Thiên Viêm, nói. Thế có tính không? Mặt Thiên Viêm giật giật, hung hăng lườm Thiên Mị một cái, Thiên Mị không hề yếu thế lườm lại, hiển nhiên Dương Diệp đã khiến nàng ta tức giận thật sự. Có tính. Đại trưởng lão nói. Thiên Viêm trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Diệp Dương, nếu ngươi thua, như vậy ngươi phải giao ra tất cả hỏa tinh thạch ngàn năm, đồng thời dập đầu 100 cái với mỗi người ở đây. Ngươi nếu đáp ứng, lời nói của Thiên Mị và mọi người ở đây đều được tính. Được. Dương Diệp không chút do dự đáp ứng ngay, không ai phát hiện, khóe miệng hắn đã phát ra một nụ cười giống như đã thực hiện được âm mưu. Giữ đại điện, Dương Diệp và Bạch Trần đứng đối diện nhau, cách nhau chừng 10 trượng. Không biết ai truyền chuyện Dương Diệp đánh cuộc với Bạch Trần ra ngoài, bởi vậy, càng lúc càng nhiều người của hỏa linh tộc ùa vào trong đại điện, lúc này trong đại điện đã chật kín người. Đó chính là nam nhân của cọp mẹ à. Quả nhiên mới là tôn giả cảnh mà hắn dám đánh cuộc với vị hoàng giả cảnh, đồng thời còn là một kiếm tu kiếm ý địa cấp đỉnh phong. Hắn không muốn sống nữa sao? Ha ha, đừng xem thường người ta lúc trước rất kiêu ngạo đó,
có lẽ người ta là đang giả heo ăn thịt hổ đó. Trừ phi là thiên tài trên thánh bảng của thánh đường, hoặc là thiên tài đứng đầu trong tộc của chủng tộc này, bằng không người bình thường căn bản không thể dùng tôn giả cảnh để khiêu chiến vượt cấp hoàng giả cảnh. Hơn nữa tôn giả cảnh này còn đang bị thương, mà hoàng giả cảnh đó là một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý. Trận chiến này, nam nhân của cọp mẹ chết chắc. Cũng không nhất định, ta thấy người này vẻ mặt trấn định, trong ánh mắt không hề có vẻ sợ hãi và kiêng kỵ, chắc hẳn hắn khẳng định là có con bài chưa lật gì đó. He he, lúc trước hắn đã mang đến cho chúng ta một kinh hỉ, có lẽ lần này còn có thể mang tiếp kinh hỉ đến. Ừ, ý của ta là hy vọng hắn có thể sau khi tiếp được một kiếm của Bạch Trần thì đừng có chết nhanh, bằng không thì chẳng còn gì thú vị. Vạn nhất hắn thật sự lại đánh ngược lại thì sao? Hắn nếu đánh ngược lại thì lão tử sẽ ăn cứt ngay tại đây. Thiên Viêm, người đã nghĩ kỹ rồi chứ? Lúc này, tứ trưởng lão nhìn hỏa tinh thạch trong tay lão, nói. Năm viên hỏa tinh thạch ngàn năm này chắc là tất cả tích lũy của ngươi. Ngươi nếu thua, trong mấy năm tương lai, thực lực của ngươi sẽ không thể đề thăng, hơn nữa một khi ngươi bị thương, không có hỏa tinh thạch này, ngươi có thể sẽ gặp phải phiền toái lớn. Phải biết rằng, huyền giả nghịch chủng sắp xuất thế rồi đó. Bởi vì Dương Diệp không tin nhị trưởng lão, bởi vậy, hắn đề nghị đưa tất cả vật cược tạm thời để ở chỗ tứ trưởng lão, không chỉ như vậy, hắn còn yêu cầu Tiểu Man khống chế Thiên Mị. Đối với những yêu cầu này của Dương Diệp, Thiên Viêm đáp ứng toàn bộ, có điều lão lại đưa ra thêm một yêu cầu, đó chính là nếu Dương Diệp không tiếp được thì Dương Diệp sẽ trở thành hỏa nô của Thiên Mị. Dưới sự giải thích của Tiểu Man, Dương Diệp đã hiểu cái gì gọi là hỏa nô. Cái gọi là hỏa nô chính là ý tứ như thái giám. Dương Diệp tất nhiên đáp ứng ngay, nếu Bạch Trần này không phải là kiếm tu, hắn khẳng định sẽ không lỗ mãng như vậy, nhưng đáng tiếc là, Bạch Trần này lại là kiếm tu. Kiếm tu muốn đả thương hắn, trừ phi đối phương không dùng kiếm, hoặc là kiếm ý của đối phương cao hơn hắn. Bằng không, Thiên Viêm hừ lạnh một tiếng, nói. Còn nếu ta thắng thì sao? Đúng như tứ trưởng lão nói, tất cả gia sản của lão tổng cộng chỉ có 10 viên hỏa tinh thạch ngàn năm mà thôi, lúc trước đã thua 5 viên, điều này khiến cho lão trong lòng nhỏ máu. Biết sao được, không muốn bị tổn thất thì chỉ có thể cá tiếp lần nữa thôi. Đương nhiên, đây là vì lão có lòng tin với Bạch Trần là cường giả hoàng giả cảnh, hơn nữa lại là kiếm ý địa cấp đỉnh phong. Lúc trước sở dĩ thua, theo lão chỉ là bởi vì do bọn họ khinh địch. Mà một khi Bạch Trần nghiêm túc, như vậy, Diệp Dương này tuyệt đối không phải là đối thủ. Về phần tên Diệp Dương này vì sao dám ứng chiến, lão chưa nghĩ tới vấn đề này. Ta sẽ một kiếm lăng trì ngươi. Bạch Trần nhìn Dương Diệp, trên mặt hắn đã khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp không để ý tới hắn mà nhìn về phía Thiên Mị bị Tiểu Man khống chế, nói. Nữ nhân, ngươi lúc trước không phải nói ta nên phách lối một chút à? Được, ta giờ phách lối cho ngươi xem nhé. Ta rất chờ mong bộ dạng khi ngươi trở thành hỏa nô của ta. Thiên Mị lạnh giọng nói. Ta cũng rất chờ mong bộ dạng khi ngươi quỳ liếm ta. Ha ha. Dương Diệp nhìn mọi người một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Bạch Trần, nói. Ngươi là kiếm tu, còn là một kiếm tu cường đại, nói cách khác, kiếm kỹ của ngươi rất mạnh, có phải thế không? Không mạnh nhưng giết người thì dễ như trở bàn tay. Bạch Trần nói. Dương Diệp gật đầu, nói. Vốn ta muốn nhún nhường một chút, nhưng biết sao được, gặp phải lại người thích tinh vi như ngươi, ta thật sự là không thể nhún nhường được nữa. Nào, thi triển ra kiếm kỹ mạnh nhất của ngươi đi, ta không tránh không né. Ha ha, thật là buồn cười chết ta mà, bảo Bạch Trần thi triển kiếm kỹ mạnh nhất, hắn không tránh không né. Hắn cho rằng hắn là ai hả? Cho dù là Tả Đăng Phong của Thánh Địa sống lại cũng không dám như vậy đâu. Ta đã nhìn ra rồi, tên này bị điên rồi, đầu óc không hắn bình thường. Thật nực cười là chúng ta không ngờ đi đánh cuộc với một tên đầu óc không bình thường, đúng là nực cười mà. Tiểu Man rốt cuộc từ đâu tìm được một đóa hoa lạ như vậy thế? Không tránh một chiêu kiếm kỹ mạnh nhất của Bạch Trần, hắn lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Ta thấy hắn như là bị hoang tưởng vậy. Những người của Hỏa Linh tộc lúc trước đánh cuộc với Dương Diệp ngươi một câu ta một câu. Mọi người không hề cố kỵ mà nói lớn tiếng, giống như muốn để Dương Diệp nghe thấy vậy. Dương Diệp quét nhìn mọi người, sau đó nói. Nếu ta làm được, các ngươi sẽ thế nào? Ngươi nếu làm được, tao tử không chỉ giao hết tất cả hỏa tinh thạch trên người cho ngươi,
mà còn quỳ xuống dập đầu 100 cái với ngươi, ở trước mặt mọi người thừa nhận ta có mắt không tròng, đồng thời sau này nhìn thấy Diệp Dương này ta sẽ đi đường vòng, thế nào? Một nam tử đi ra, lạnh giọng nói. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó lại nhìn lướt qua những người bên cạnh hắn, nói. Các ngươi thì sao? Chúng ta cũng vậy. Dương Diệp gật đầu, nói. Người giống hắn đứng sang bên phải đi, nếu lát nữa ta không chết, ta cũng giống như các ngươi vừa nói, dập đầu 100 cái với mỗi người các ngươi. Rất nhanh, 9 thành người trong sân đều đứng sang bên phải, khoảng chừng hơn 300 người. Mà bên trái chỉ còn lại 3 người, 3 người này không bước sang, khiến Dương Diệp có chút bất ngờ, hơn nữa một người trong đó hắn quen, chính là đó Phù Cẩm Tiên. Mà ở bên cạnh Phù Cẩm Tiên là một nam tử và nữ tử áo đen, nam tử đeo mặt nạ, khiến cho người ta không nhìn rõ dung mạo của hắn, có điều từ ngoại hình cho thấy là một nam tử nhân loại. Mà ở bên cạnh nam tử đeo mặt nạ là một nữ tử hỏa linh tộc. Lúc này nữ tử hỏa linh tộc đó dường như đang kéo nam tử đeo mặt nạ đi sang bên phải, có điều nam tử đó lại đứng yên bất động, khiến cho nữ tử hỏa linh tộc tức giận dậm chân bình bịch. Ta chưa bao giờ thấy kẻ nào muốn chết như ngươi. Lúc này, Bạch Trần đột nhiên nói. Không tránh mà đón đỡ một kiếm của ta, đúng là nực cười, cho dù là thiên tài xếp trong năm thứ hạng đầu của thánh bảng cũng không dám nói với ta như vậy. Ta thật sự rất hiếu kỳ, ngươi là lấy đâu ra sự tự tin đó. Ngươi biết Tả Đăng Phong à? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Bạch Trần hơi ngẩn ra, sau đó nói. Ta khổ tu kiếm đạo 10 năm, mục đích chính là để được đánh với hắn một trận, chỉ đáng tiếc hắn đã chết. Có điều ta có thể nói với ngươi rằng, hắn cho dù còn sống, ta cũng có 7 thành nắm chắc chiến thắng được hắn. Dương Diệp nói. Ta từng gặp Tả Đăng Phong một lần, hắn mang tới cho ta cảm giác là rất tự tin, vô cùng tự tin, nhưng lại không tự phụ. Bởi vì hắn sẽ không khinh thị đối thủ. Mà ngươi, ngươi cũng rất tự tin đến mức khiến ngươi cảm thấy mình đã thiên hạ vô địch. Còn có một điểm nữa, ngươi có biết ngươi nói nhiều lắm không? Nếu không phải đánh cuộc là hắn chỉ có thể phòng ngự chứ không thể hoàn thủ, hắn đã sớm trực tiếp động thủ, chứ không phải cứ đứng đây lại nhải cả nửa ngày với đối phương. Dương Diệp thật sự rất không rõ, vì sao rất nhiều người trước lúc giao thủ lại thích nói nhiều như thế. Đặc biệt có một số người trước lúc giao thủ còn thích tự giới thiệu, sau đó nói hắn từng thế này thế nọ, hoặc là ra sức nói những lời mạnh miệng như ta nếu thế này thì ngươi sẽ thế nào. Chiến, nếu không thể tránh được vậy thì trực tiếp động thủ đi, lại nhải đâu thể đề thăng thực lực, cũng không thể nói thêm vài câu thì khiến đối thủ đầu hàng được. Đối với hắn mà nói, có thể động thủ giải quyết thì cố gắng đừng lắm lời. Ta chưa từng muốn giết một ai như vậy. Trường kiếm trong tay Bạch Trần chậm rãi nâng lên, chỉ thẳng vào Dương Diệp, nói. Ngươi đã thành công chọc giận ta rồi, cho nên ngươi phải chết. Dứt lời, huyền khí trong cơ thể Bạch Trần đột nhiên rung động, ập tức giống như thủy triều lùa vào trường kiếm trong tay, trường kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang, trong nháy mắt, tiếng kiếm vang vọng lên cao, tất cả kiếm trong đại sảnh đều bắt đầu rung động kịch liệt, giống như bị thứ gì đó triệu hồi. Kiếm ý thất trọng. Lúc này Bạch Trần không còn giữ thực lực, kiếm ý thất trọng điên cuồng trào ra bên ngoài cơ thể, theo sự xuất hiện của kiếm ý thất trọng, một số huyền giả chung quanh hắn lập tức liên tục lui về phía sau, bởi vì ở gần hắn, kiếm ý của hắn sẽ giống như một ngọn núi đè lên người họ, khiến cho bọn họ khó chịu vô cùng. Nhìn thấy Bạch Tuần phát ra kiếm ý sắc bén, trên mặt Thiên Viêm cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười, đừng nói Diệp Dương này chỉ là tôn giả cảnh, hơn nữa trên người còn có thương tích. Cho dù là cường giả hoàng giả cảnh cung cấp với Bạch Trần, cũng đừng hòng không tránh mà tiếp được một kiếm được ra chỉ kiếm ý thận trọng này của Bạch Trần. Diệp Dương này chắc chắn sẽ phải chết, hỏa tinh thạch đó sẽ trở lại tay lão, hơn nữa còn kiếm được thêm. Đại trưởng lão thì nhíu mày, nhìn Dương Diệp, trong mắt hiện lên một tia mê mang và nghi hoặc. Lão nhân, đợi lát nữa nếu hắn không tiếp được cứu hắn nhé. Tiểu Man đột nhiên nói. Không cứu. Ngươi không thấy hắn lúc trước lăng mạ ra ra ngươi thế nào à? Đồng Phần nói. Ngươi nếu không cứu, ta sẽ khiến người phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhà đầu chết tiệt người. Trong sân, Bạch Trần đột nhiên bay lên trời, sau đó quát to. Diệp Dương, giết ngươi không cần kiếm kỹ mạnh nhất của ta, chỉ cần một kiếm bình thường này là đủ rồi. Nói xong, tay phải vung lên, một đạo kiếm khí trắng muốt bắn ra. Kiếm khí dưới sự gia trì của kiếm ý thất trọng vô cùng sắc bén,
đi qua đâu là không gian đều chấn động, khiến vô số người kinh hãi. Nhưng mà, Dương Diệp lại không tránh. Rất nhanh, trong ánh mắt của mọi người, đạo kiếm khí đó đánh lên người Dương Diệp, sau đó thì không có gì cả. Không thấy đạo kiếm khí đó đâu nữa rồi. Mọi người nháy mắt như hóa đá, bao gồm cả mấy bán thánh trong sân. Một lúc sau, Dương Diệp tham lam hít sâu một hơi, sau đó nhìn Bạch Trần đang ngây ra như phỗng, nói. Ngươi lại thua rồi. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Mị, nói. Nào đến đây, quỳ liếm ta đi. Nói xong, vươn tay ra bắt đầu cởi áo choàng. Cả hiện trường yên tĩnh như tờ, tất cả mọi người đều nhìn Dương Diệp. Tất cả mọi người không rõ chuyện vì sao lại thành như vậy, đó chính là một kích toàn lực của một vị cường giả hoàng giả cảnh. Mà tên Diệp Dương trước mắt này không ngờ không tránh né mà tiếp được. Hơn nữa nhìn vẻ mặt đó của hắn còn giống như là rất thích thú. Hắn là cường giả bán thánh à? Lúc này, một suy nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu mọi người. Bốn vị bán thánh nhìn chằm chằm Dương Diệp, giống như muốn nhìn thấu hắn vậy. Không, không thể, tuyệt đối không thể. Đúng lúc này, Bạch Trần đó đột nhiên kêu lên điên cuồng, sau đó trường kiếm trong tay hắn trường kiếm đột nhiên vung lên, một đạo kiếm khí so với lúc trước còn hung hiểm hơn, tốc độ nhanh hơn nháy mắt đã tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không né tránh, tùy ý để kiếm khí đó đánh lên người hắn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể đạo kiếm khí đó tiếp xúc với thân thể của Dương Diệp thì lập tức biến mất. Sao có thể như vậy, hát? Mọi người trợn trừng mắt, trong mắt toàn là vẻ khó có thể tin nổi, Bạch Trần đó thì giống như nhìn thấy quỷ vậy, cả người bắt đầu không nén được mà run rẩy. Đại trưởng lão và tứ trưởng lão, còn cả đồng phần ba người nhìn nhau, ba người đều khẽ gật đầu. Trong mắt tứ trưởng lão và đồng Pơ Trần hiện lên một tia hâm mộ, bởi vì đại trưởng lão lần này lại tự dưng có thêm hai viên hỏa tinh thạch. Bốn viên hỏa tinh thạch có được một cách dễ dàng như vậy, nói không hâm mộ và ghen tị thì là giả. Đó Thiên Viêm thì, 10 viên hỏa tinh thạch ngàn năm, bởi vì một lần cá cược, toàn bộ của cải đều mất hết, đây không phải là tổn thất bình thường. Đại trưởng lão trung quy vẫn là đại trưởng lão. Thiên Viêm hít sâu một hơi, nói. Diệp Dương, tốt, tốt lắm. Không ngờ ngươi ngay cả ta cũng lừa được. Kiếm ý thập nhất trọng, kiếm ý thập nhất trọng, hay, hay lắm. Thánh địa không ngờ có người có thể đạt tới kiếm ý thập nhất trọng, thật là rất hay. Kiếm ý thập nhất trọng. Mọi người sửng sốt. Rất nhanh, mọi người liền hiểu ra. Chỉ có hai loại khả năng, Diệp Dương có thể một cọng tóc cũng không hao tổn mà tiếp được kiếm khí của Bạch Trần. Thứ nhất, đó chính là thực lực của Diệp Dương hơn xa Bạch Trần. Loại khả năng này hiển nhiên là không thể, bởi vì lúc này Diệp Dương quả thực chỉ có thực lực tôn giả cảnh. Khả năng thứ hai, đó chính là kiếm ý của Diệp Dương cao hơn Bạch Trần. Hiển nhiên, Diệp Dương chính là khả năng thứ hai. Bởi vì sau kiếm ý thập trọng, bên kiếm ý yếu hơn căn bản không thể tạo thành thương tổn gì cho bên kiếm ý cao hơn. Kiếm ý thiên cấp. Mọi người trong lòng vô cùng rung động, tên ma ốm trước mắt mà bọn họ lúc trước còn cười nhạo, khinh thường không ngờ là một kiếm tu, hơn nữa còn là một kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý thiên cấp. Nghĩ đến cá cược lúc trước, sắc mặt mọi người nháy mắt trở nên phấn khích. Thiên Mị thì đã ngã xuống đất, trên mặt nàng ta toàn là vẻ không thể tin nổi, kiếm ý thập nhất trọng. Đây chính là tồn tại xếp 10 thứ hạng đầu trên thánh bảng của thánh đường. Mà đáng cười là lúc trước nàng ta còn cười nhạo thực lực của đối phương yếu, người yếu chính ra là nàng ta. Trên đời này có rất nhiều cường giả hoàng giả cảnh, nhưng lĩnh ngộ được kiếm ý thiên cấp, trên đời này lại rất ít. Ở trước mặt loại yêu nghiệt này, hoàng giả cảnh thật sự một chút ưu thế cũng không có. Người bình tĩnh nhất ở đây chính là Tiểu Man, bởi vì lúc trước Dương Diệp đã để lộ thực lực với nàng ta. Có điều trong lòng nàng ta cũng như mọi người, như có thủy triều bấp bênh. Bởi vì lúc trước Dương Diệp chỉ để lộ cho nàng ta biết trên người hắn có kiếm ý, nhưng nàng ta không ngờ đó là kiếm ý thiên cấp. Dương Diệp không cởi hết áo, chỉ cởi lớp quần áo bên ngoài, sau đó nhìn Thiên Mị nói. Nữ nhân, người trước đó không phải nói nếu ta tiếp được thì ngươi sẽ quỳ liếm ta à? Ta giờ chuẩn bị xong rồi, đến đây đi. Đương nhiên, nếu người muốn ra người ra mặt giúp người. Với thực lực bán thánh của não, người nếu nuốt lời thì ta cũng chẳng làm gì được ngươi cả. Sắc mặt Thiên Mị trắng bệch. Diệp Dương, xin hãy mở lòng khoan dung độ lượng. Lúc này, tới huyền giả hỏa linh tộc ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, có điều hắn còn chưa nói xong thì Dương Diệp đã chỉ vào hắn,
nói. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi lúc trước nói ta mà tiếp được một kiếm của Bạch Trần thì ngươi sẽ quỳ xuống dập đầu 100 cái với ta. Nào đến đây đi, ta cũng chuẩn bị xong rồi đó. Nói xong, hắn nhìn đám người chung quanh, nói. Còn cả các ngươi nữa, giờ tới lúc các ngươi thực hiện lời hứa của mình rồi đó, quỳ xuống hết đi chứ. Sắc mặt mọi người vô cùng khó coi, một người trong đó nói. Diệp Dương, ngươi thật sự muốn làm thật tuyệt tình sao? Ngươi tên là gì? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Người đó ngây ra, sau đó nói. Ta chính là Ngạo Tà Vân của Hỏa Linh tộc, ta thừa nhận, chúng ta lúc trước đã xem thường ngươi, ngươi. Đừng có nói những lời vô nghĩa với ta. Dương Diệp đột nhiên cắt ngang lời hắn, nói. Ngươi nói rất đúng, chuyện không thể làm quá tuyệt tình, nếu như vậy ta sẽ thay đổi chủ ý. Ta sẽ không bắt bọn họ dập đầu, nhưng ngươi phải dập đầu thay họ. Nơi này có bao nhiêu người, mỗi người 100 cái, ngươi tự tính đi. Ngươi! Ngạo Tà Vân giận dữ, nói. Diệp Dương, ngươi khinh người quá đáng. Dương Diệp cười nhạo một tiếng, không quan tâm tới hắn nữa, mà nhìn về phía đại trưởng lão, nói. Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Lão nhân trước mắt này nhận được lợi ích từ hắn, một chút việc nhỏ như vậy hắn tin đối phương sẽ không cự tuyệt. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn đám người trong sân, nói. Nếu Ngạo Tà Vân không muốn dập đầu thay các ngươi, vậy thì các ngươi tự dập đi. Người của Hỏa Linh tộc ta nếu đã dám chơi thì phải dám chịu. Đại trưởng lão, Diệp Dương hắn là một nhân loại, ngươi. Ngạo Tà Vân nói. Đại trưởng lão thản nhiên nhìn Ngạo Tà Vân một cái, nói. Hắn hiện tại là phu quân của Tiểu Man, nói cách khác, hắn hiện tại là người của Hỏa Linh tộc ta, hiểu chưa? Đúng lúc này, Tiểu Man đột nhiên cầm đôi chùy đỏ đi tới trước mặt Ngạo Tà Vân, sau đó nói. Bọn họ trước tiên không vội, ngươi thì phải dập trước, nếu không dập thì ta sẽ một chùy đập nát đầu ngươi. Không cởi quần thì liếm thế nào? Hai. Ngươi. Ngạo Tà Vân đang định nói gì đó thì một cái chùy đã đi tới gần đầu hắn, chỉ còn cách không tới mấy cm, sắc mặt Ngạo Tà Vân trắng nhợt. Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không dập, ta sẽ khiến đầu ngươi nở hoa. Tiểu Man nói. Ba. Hai. Một. Phù phù. Ngạo Tà Vân vội vàng quỳ xuống, nhưng đã muộn rồi, bởi vì chùy của Tiểu Man đã trực tiếp hạ xuống. Lại, dầm, một tiếng, trong ánh mắt của mọi người, toàn bộ đầu Ngạo Tà Vân đều nở hoa. Mọi người ngây đơ. Tiểu Man cũng sửng sốt, bởi vì nàng ta không ngờ đối phương vào một khắc cuối cùng lại quỳ xuống, có điều hình như đã muộn mất rồi. Nàng ta thu chùy lại, đi tới Dương Diệp, sau đó thấp giọng nói. Là tại hắn chậm quá, là hắn. Tóm lại, không liên quan tới ta. Dương Diệp. Diệp Dương, ngươi thật sự muốn đắc tội với toàn bộ người của Hỏa Linh tộc sao? Lúc này, Thiên Mị đột nhiên nói. Dương Diệp lạnh lùng nhìn đám người đứng bên phải, sau đó nói. Nói thật, ta thật sự rất khinh thường đám người các ngươi. Thực lực yếu cũng không sao, bởi vì chỉ cần cố gắng, cuối cùng sẽ có ngày trở nên mạnh mẽ. Nhưng nam nhân, bản thân dám nói mà không dám làm. Cái đó mới thật sự là đáng xấu hổ. Về phần dập đầu gì đó, các ngươi không cần phải dập, bởi vì để loại rác rưởi như các ngươi dập với ta, ta sợ ta sẽ giảm thọ. Nói đến đây, Dương Diệp dừng lại một chút rồi lại nói. Ta biết, các ngươi hiện tại ở trong lòng nhất định đang hận ta tới thấu xương, hận không thể ùa lên giết ta. Ta cũng biết, sau này chỉ cần ta còn ở Hỏa Linh tộc, các ngươi khẳng định sẽ tìm các loại cơ hội tới để trả thù ta. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên lại quét nhìn mọi người, nói. Nhưng, ta nói với các ngươi rằng, ta không sợ, không sợ một chút nào, bởi vì cái loại như các ngươi, đừng nói chỉ có mấy trăm, cho dù là mấy ngàn cũng chẳng giết nổi ta. Kiêu ngạo. Vô cùng kiêu ngạo. Đám người đứng bên phải sắc mặt khó coi tới cực điểm, có mấy người căm tức lườm Dương Diệp, giống như muốn đứng ra chiến một trận với Dương Diệp. Có điều khi nhìn thấy Tiểu Man bên cạnh Dương Diệp thì người muốn động thủ này lập tức xìu xuống. Ở trong Hỏa Linh tộc, thực lực của cọp mẹ thuộc về tồn tại trong ba hạng đầu. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể hung hăng lườm Dương Diệp, để mặc cho Dương Diệp đứng đó mà kiêu ngạo. Dương Diệp cũng không có hứng thú dây dưa với những người đó, người nhìn về phía Thiên Mị, nói. Chuyện của những người đó ta lười chẳng muốn lằng nhằng, nhưng ngươi thì không có vận khí tốt vậy đâu, nào đến đây.
ta chuẩn bị xong rồi, đến quỷ liếm ta đi. Thiên Mị không hề động đậy, chỉ nhìn Dương Diệp với vẻ oán độc. Diệp Dương, người đã thắng rồi, có cần phải vậy không? Lúc này, Thiên Viêm đột nhiên nói. Khuyên người nên có lòng khoan dung, bằng không, hừ. Ha ha. Dương Diệp cười khẽ, nói. Nhị trưởng tao, đạo lý lớn ta không hiểu, ta chỉ biết là, dám chơi thì dám chịu. Cháu gái người thua thì nàng ta nên thực hiện lời hứa. Đương nhiên, nhị trưởng lão người là bán thánh, nếu ngươi cường hành mang cháu gái người đi thì ta cũng chẳng làm gì được, ai bảo ngươi là bán thánh chứ. Nếu là người khác, hắn có lẽ sẽ không so đo như vậy. Nhưng đối với nữ nhân này, không tính toán chính là ngu ngốc. Bởi vì đối phương 100% là sẽ hại hắn, nếu đã vậy thì việc gì phải tha cho nàng ta. Không thể giết ngươi thì ta vũ nhục ngươi cũng được, đặc biệt là nhân lúc còn có đại trưởng lão ở đây chống lưng. Người trẻ tuổi mà quá kiêu ngạo thì sẽ không sống được lâu đâu. Thiên Viêm trầm giọng nói. Ta trước đó rất nhún nhường, nhưng các ngươi lại cứ thích tìm ta gây chuyện. Dương Diệp nói. Nếu đã vậy thì ta việc gì phải làm bộ đáng thương. Nhị trưởng lão, còn cả nữ nhân tên là yêu mị gì đó nữa, người rốt cuộc có quỷ liếm hay không đây? Thiên Viêm đang muốn lên tiếng thì Thiên Mị lại đột nhiên nói. Ta liếm. Nói xong nàng ta dưới cái nhìn của mọi người đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó vươn tay ra cởi thắt lưng của Dương Diệp, trong nháy mắt nàng ta cúi đầu, một luồng hàng quang lóe lên ở sâu trong mắt nàng ta. Dương Diệp đột nhiên lui về phía sau hai bước, cả giận nói. Ngươi làm gì thế? Liếm ngươi. Thiên Mị tức giận lườm Dương Diệp. Dương Diệp nói. Ngươi liếm thì cứ liếm, sao lại cởi quần của ta làm gì? Không cởi quần thì liếm thế nào? Thiên Mị cả giận nói. Dương Diệp nhìn nhìn quần mình, sau đó lại nhìn nhìn Thiên Mị, hắn đột nhiên giận tím mặt, chỉ vào Thiên Mị cả giận nói. Đồ biến thái. Ngươi là nữ nhân không biết xấu hổ, ta chỉ là bảo ngươi liếm giày của ta thôi, ngươi không ngờ muốn liếm. Chỗ đó của ta, ngươi xứng đáng liếm à? Mọi người. Tát má phải rồi thì nên tát luôn cả má trái. Một. Nhục nhã. Thiên Mị chưa từng bị người ta làm nhục như vậy. Hơn nữa còn là ở trước mặt bao người. Lập tức, dung nhan xinh đẹp của nàng ta trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nói. Diệp Dương, ta giết người. Nói xong, liền muốn động thủ. Mà lúc này, Tiểu Man ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên xuất thủ, một chiếc chùy đỏ vào lúc Thiên Mị vừa muốn xuất thủ đã tới đỉnh đầu nàng ta. Nhìn thấy Tiểu Man xuất thủ, Thiên Viêm cũng quyết đoán xuất thủ, có điều lão vừa muốn động thủ thì đồng phần đã chắn trước mặt lão. Trong sân, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Dương Diệp cười khẽ, thu hồi vẻ mặt cười cợt, nghiêm mặt nói. Kỳ thật giữa ta và người căn bản không có cừu hận gì quá lớn. Đáng tiếc, ngươi lại nhiều lần nhằm vào ta, lại muốn đẩy ta vào chỗ chết. Con người ta chú trọng người không phạm ta thì ta không phạm người, nhưng người đã phạm ta thì ta chỉ đành không khách khí với người nữa. Nói xong, Dương Diệp trong ánh mắt của mọi người giơ tay lên tát cho Thiên Mị một phát vào má phải. Mọi người hít một hơi lạnh, Diệp Dương này dám tát Thiên Mị. Gia gia của Thiên Mị là trưởng lão của Hỏa Linh tộc. Còn là cường giả bán thánh. Hắn chẳng lẽ không sợ chết à? Thiên Mị thì giống như bị điểm huyệt, người trước mắt này dám tát nàng ta. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là gia gia của nàng ta cũng chưa từng đánh nàng ta. Sau khi hồi thần, cả người Thiên Mị trong nháy mắt giống như trở nên điên cuồng, mặc kệ chùy trên đầu, muốn bất chấp tất cả mọi giá bầm thây nam nhân trước mắt này thành vạn khúc. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Chỉ đánh má phải thì không khỏi không công bằng, cũng khó coi nữa. Nói xong, khi Thiên Mị đang muốn động thủ thì tát thêm phát vào má trái Thiên Mị. Lần này, Dương Diệp dường như dùng khí lực rất lớn, một cái tát hạ xuống, cả người Thiên Mị không ngờ trực tiếp bay ra ngoài. Ngươi muốn chết! Thiên Viêm gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ về phía Dương Diệp. Đồng phần chắn trước mặt Dương Diệp, một chưởng đánh ra, hai chưởng chạm nhau, ầm một tiếng. Không gian chỗ va chạm trong nháy mắt sụp xuống, một khe không gian đen xì dùng tốc độ cực nhanh nhanh chóng lan ra bốn phía. Người chung quanh hoảng hốt, vội vàng lui ra sau, bởi vì nếu bị khe không gian này lan đến, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cũng may đại trưởng lão xuất thủ, chỉ thấy tay phải lão nhẹ nhàng vung lên, khe không gian đang khuếch tán lập tức ngưng kết, trong giây lát, khe không gian được lực lượng pháp tắc sửa chữa phục hồi.
Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, thực lực của đại trưởng lão này rất mạnh, ít nhất thì so với Huyền Minh kia cũng mạnh hơn rất nhiều. Việc hôm nay dừng ở đây, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Thiên Viêm và Đồng Phần, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Dương Diệp. Đương nhiên, Dương Diệp cười nói, ta là một đại nam nhân, sao lại đi so đo với một nữ nhân chứ? Khóe miệng mọi người giật giật, ngươi hiện tại đã biết ngươi là một đại nam nhân rồi à? Ngươi vừa rồi khi đánh nữ nhân sao không nghĩ như vậy đi? Tuy trong lòng rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng lại không có ai đứng ra chỉ trích. Đến bây giờ bọn họ đã phát hiện, người tên là Diệp Dương ở trước mắt này chính là một kẻ điên làm việc không dùng đầu óc. Đắc tội với hắn, kết cục có thể sẽ còn thảm hơn Ngạo Tà Vân và Thiên Mị. Đương nhiên, quan trọng nhất là hiện tại mọi người đều nhìn ra đại trưởng lão này là cố ý bảo vệ hắn. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thu hồi ánh mắt, nói. Nếu như vậy, chuyện dừng ở đây. Ai muốn tiếp tục tham gia hôn lễ thì ở lại, ai không muốn tham gia thì đi đi. Đại trưởng lão, cháu gái ta chẳng lẽ cứ bị đánh oan như vậy à? Lúc này, Thiên Viêm đột nhiên trầm giọng nói. Đại trưởng lão nói. Nếu vậy thì cho cháu gái ngươi đánh Diệp Dương hai cái, có điều việc đánh cuộc lúc trước xin cháu gái ngươi thực hiện đầy đủ, thế nào? Xem ra đại trưởng lão là muốn bảo vệ nhân loại này rồi. Thiên Viêm nói. Đại trưởng lão nói. Thiên Viêm, ở trong hỏa linh tộc chúng ta, làm việc gì cũng phải để ý tới chữ lý. Các ngươi đã thua, cho nên phải trả giá, nếu là Diệp Dương thua, hắn cũng phải trả giá, hiểu chưa? Thiên Viêm trầm mặc một lúc, sau đó cười nói. Được, núi không rời nước rời, chúng ta còn ngày rộng tháng dài. Nói xong, vươn tay ra tóm một cái, Thiên Mụ bị lão tóm vào tay, tiếp theo hai người trực tiếp biến mất. Diệp Dương, ta không giết người, thề không làm người. Vào một khắc hai người biến mất, tiếng hét dữ tợn của Thiên Mị đột nhiên vang vọng. Dương Diệp cười khẽ, chẳng buồn bận tâm. Bởi vì do mâu thuẫn lúc trước với Dương Diệp, bởi vậy, đại bộ phận người ở đây đều không lựa chọn ở lại, không đến một lúc, trong sân chỉ còn lại mấy người. Trong đó có nam đeo mặt nạ và nữ tử bên cạnh hắn. Ánh mắt Dương Diệp chiếu lên người nam tử đeo mặt nạ, khẽ cau mày, người trước mắt này mang tới cho hắn một loại cảm giác không thoải mái. Chúng ta đi. Nữ tử ở bên cạnh nam tử đeo mặt nạ đột nhiên kéo tay hắn, nói. Nam tử đeo mặt nạ nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó mới theo nữ nhân của hắn rời đi. Nam tử đeo mặt nạ và nữ tử đi rồi, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Bạch Trần ở bên cạnh, nói. Sao, ngươi vẫn muốn cá cược tiếp à? Ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Trần nghiến răng nói. Vốn là hắn cho rằng ở Thánh Địa, trừ Tả Đăng Phong ra, kiếm đạo của hắn là mạnh nhất. Không, phải nói, cho dù là Tả Đăng Phong, hắn cũng thấy mình không kém đối phương. Chỉ là hắn không ngờ, tới hỏa linh tộc ở lòng đất này không ngờ lại đụng phải một tồn tại kiếm ý thiên cấp. Không ai có thể hiểu được tâm tình của hắn lúc này. Dương Diệp nói, trước khi Tả Đăng Phong tới Huyền Giả Đại Lục, ta đã giao thủ với hắn. Hắn nếu đạt tới hoàng giả cảnh thì ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì kiếm của hắn thuần túy hơn ngươi, kiếm đạo chi tâm cũng cường đại hơn ngươi. Sở dĩ nói nhiều với ngươi như vậy là vì ngươi là kiếm tu, cho nên, ta nể mặt kiếm chứ không phải vì ngươi. Bạch Trần trầm mặc một lúc, đột nhiên, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta sẽ đả bại ngươi, nhất định sẽ làm được. Nếu ngươi là đường đường chính chính mà đến thì ta rất hoan nghênh. Dương Diệp nói. Tát má phải rồi thì nên tát luôn cả má trái, hai. Nhưng, nếu người vẫn chơi sau lưng như trước, ta cam đoan sẽ tặng người 10 vạn xích dâm thú. Bạch Trần nhìn chằm chằm Dương Diệp rồi sau đó xoay người rời. Đi, có thiên địa linh hỏa, lại lĩnh ngộ kiếm ý thiên cấp, người tuyệt đối không phải người bình thường, người rốt cuộc là ai? Lúc này, tứ trưởng lão đột nhiên nói. Hắn là ta nhặt về. Tiểu Man đột nhiên nói. Nói chung tuyệt đối không phải là gian tế. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, nữ nhân này. Mình là đồ vật à, nhặt về, nói năng sao khó nghe thế, người phải nói là người cứu ta về mới đúng chứ. Nếu mấy vị trưởng lão cảm thấy ta là gian tế, ta có thể sau khi thương thế lành rồi sẽ rời khỏi hỏa linh tộc. Hoặc là hiện tại mấy vị trưởng lão cứ tống ta đi là được. Hơ Dương Diệp nói.
Không được. Tiểu Man và mấy vị bán thánh cơ hồ là hô lên cùng lúc. Dương Diệp ngẩn ra. Ngươi hiện tại là của ta. Tiểu Man nhìn thẳng vào Dương Diệp, vô cùng nghiêm túc nói. Ở chỗ chúng ta, nữ nhân bị vứt bỏ, là rất mất mặt. Nếu ngươi dám vứt bỏ ta, ta sẽ giết ta trước, sau đó thì giết ngươi. Dương Diệp. Tiểu Man dường như cũng đã nhận ra lời nói của mình có chút không đúng, lập tức sửa lại. Ta sẽ giết ngươi trước, sau đó thì tự sát. Ừ, chính là vậy đó. Lúc này đại trưởng lão cũng nói. Tứ trưởng lão không có ý gì cả. Hắn chỉ là có chút tò mò vì thứ mà ngươi lấy ra, cùng với thực lực ngươi thể hiện ra mà thôi. Dù sao, có thể lấy ra thiên địa linh hỏa làm xính lễ, lại có kiếm ý thiên cấp, chắc hẳn cho dù là ở thánh đường cũng rất ít. Mà chúng ta quả thật là không có quan hệ tốt với người của thánh đường. Đương nhiên, cho dù ngươi là người của thánh đường cũng không có vấn đề gì, huyền giả nghịch chủng sắp xuất thế, quan hệ của chúng ta và thánh đường dù không tốt thì cũng phải liên thủ hợp tác. Dương Diệp cười khổ, xem ra bản thân mình tạm thời không thể rời khỏi hỏa linh tộc được rồi. Có điều thế cũng tốt, thương thế của mình lúc này vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nếu ra khỏi hỏa linh tộc gặp phải đám người huyền minh thì thật sự là tìm chết. Được, rồi, đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng chậm chế việc động phòng của các ngươi. Mấy lão già chúng ta không quấy rầy các ngươi nữa. Nói xong, thân hình đại trưởng lão và tứ trưởng lão khẽ run lên, sau đó thì biến mất tại chỗ. Đừng để Tiểu Man thương tâm, bằng không, bất kể ngươi là ai, ta ắt sẽ giết ngươi. Đồng Phần ném lại những lời này rồi sau đó biến mất tại chỗ. Tuông phòng của Tiểu Man. Tiểu Man hưng phấn nhìn một đống hỏa tinh thạch trên bàn ở trước mặt nàng ta, nói. Viên này là 30 năm, viên này là 100 năm, oa, viên này là 200 năm, Tiểu Dương Tử, chúng ta phát tài rồi. Tiểu Dương Tử. Mặt Dương Diệp tối sầm. Đối với ngoại hiệu này, hắn từng nghiêm túc phản đối, nhưng lại bị Tiểu Man phớt lờ. Dương Diệp lắc đầu, lấy ra hai viên hỏa tinh thạch ngàn năm đưa tới trước mặt Tiểu Man, nói. Cái này cho ngươi, chắc sẽ có giúp đỡ cho ngươi. Lúc trước thắng Thiên Viêm hai lần, ngoài cho đại trưởng lão ra, hắn tổng cộng có 6 viên hỏa tinh thạch ngàn năm. Hiện tại cho Tiểu Man 2 viên, hắn còn lại 4 viên. Sau khi biết được tầm quan trọng của hỏa tinh thạch ngàn năm, hắn biết rõ, mấy thứ này rất quý giá, bởi vì đây chính là tồn tại có thể giúp người ta thành hoàng. Có điều hắn cũng không tiếc, so với ơn cứu mạng, hỏa tinh thạch thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Nhìn hai viên hỏa tinh thạch ngàn năm đó, Tiểu Man lại trầm mặc. Sao thế? Dương Diệp hỏi. Ngươi sao lại tốt với ta như vậy? Tiểu Man đột nhiên nói. Dương Diệp hơi ngẩn ra, sau đó nói. Ngươi từng cứu mạng ta mà. Ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Tiểu Man đột nhiên nói. Lợi dụng ta? Dương Diệp cười nói. Lợi dụng thế nào, chính là thành thân à? Tiểu Man gật đầu. Dương Diệp cười nói. Nếu vậy thì ta tha thứ cho ngươi. Có điều ta có chút tò mò, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến ngươi phải cố kéo ta tới thành thân với ngươi thế? Tiểu Man nói. Ra ra bởi vì tu luyện xảy ra vấn đề, trong thân thể có đại lượng lửa độc. Bởi vậy ông ta không thể sống lâu được nữa. Ông ta biết, một khi ông ta chết, ta khẳng định sẽ bị bắt nạt, thậm chí là bị người ta giết, cho nên ông ta bức ta phải lập gia đình. Bởi vì ở hỏa linh tộc, nữ tử có thai chỉ cần không phạm phải tộc quy thì bất kỳ ai cũng không thể mưu hại. Ta vốn muốn tìm đại một người để lừa ông ta, chỉ là không ngờ lại gặp ngươi, càng không ngờ còn có được thiên địa linh hỏa. Cướp đồ của ngươi khác, loại chuyện này lần đầu tiên ta làm, nhưng biết sao được. Bởi vì thiên địa linh hỏa có thể cứu ra ra. Tiểu Man ta bình sinh không muốn nợ bất kỳ ai, cho nên. Cho nên ngươi chuẩn bị lấy thân để báo đáp ta, bởi vì như vậy, ngươi sẽ không cảm thấy nợ gì ta nữa, đúng không? Dương Diệp nói. Tiểu Man gật đầu. Dương Diệp thấp giọng thở dài, nói. Đồ ngốc, ngươi có biết hay không, ngươi đã cứu mạng ta, ngươi nếu lúc ấy giết ta, thiên địa linh hỏa cũng là của ngươi. Mà ngươi sẽ không phải cảm thấy nợ nần gì ta cả, ngươi hiểu chưa? Tiểu Man chớp chớp mắt, sau đó nói. Vì sao ngươi không nói sớm? Dương Diệp. Trùng kích hoàng giả cảnh. 1. Tiểu Man cô nương, nếu chúng ta chuyện gì cũng đã nói rõ ràng, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết phải thành thân. Bất kể là thiên địa linh hỏa hay là hỏa tinh thạch ngàn năm này đều không đáng giá bằng mạng của ta. Cho nên,
nói tóm lại, là ta nợ ngươi chứ không phải là người nợ ta. Bởi vậy, ngươi không cần thiết phải ủy khuất bản thân mà gả cho một người mà ngươi không thích. Dương Diệp biết mình không phải một người chuyên nhất, nhưng hắn cũng không muốn biến mình thành ngựa giống. Bởi vì hắn có thêm một nữ nhân, vậy trong lòng đám Tô Thanh Thi và Hiểu Vũ khẳng định sẽ khó chịu thêm một phần. Và lại, tuy hắn có rất nhiều hảo cảm với Tiểu Man đã cứu mạng hắn, nhưng hắn biết rõ, đó căn bản không phải là tình yêu. Hơn nữa, Tiểu Man đối với hắn, cùng lắm cũng là chỉ có một chút hảo cảm và áy náy, về phần yêu, đó là không thể. Hai người đều không yêu đối phương, bởi vì một chuyện mà kết hợp một chỗ, vậy ngày sau không nghi ngờ gì nữa sẽ thành bi kịch của cả hai người. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tiểu Man lại trầm mặc một lúc, sau đó nói. Ngươi nói hình như cũng có chút đạo lý, nhưng hiện tại bọn họ đều biết người đã thành thân với ta. Nếu chúng ta hiện tại tách ra, ta sẽ rất mất mặt. Hơn nữa, lão nhân khẳng định sẽ cảm thấy ngươi là đang đùa bỡn ta, bởi vì nhân loại các ngươi thường xuyên đùa bỡn nữ tử, nếu là như vậy người nhất định sẽ phải chết đó. Dương Diệp nghĩ nghĩ, cũng thấy Tiểu Man nói có chút đạo lý. Hắn hiện tại sở dĩ có thể sống yên ở Hỏa Linh tộc, chủ yếu là bởi vì mọi người cho rằng hắn là nam nhân của Tiểu Man, đại trưởng lão và lúc trước sở dĩ bảo vệ hắn, cũng chủ yếu là bởi vì nguyên nhân này. Một khi hắn rũ sạch quan hệ với Tiểu Man, vậy Thiên Viêm khẳng định là người đầu tiên tìm tới hắn gây phiền toái. Nếu là lúc toàn thịnh, hắn tất nhiên không cần phải sợ một bán thánh, dù sao đánh không lại vẫn có thể chạy. Nhưng hiện tại ở trạng thái này, hoàng giả cảnh thôi là có thể dẹp yên hắn rồi. Nếu không thì hay là vậy đi, chúng ta trước tiên cứ giả như đã thành thân. Tiểu Man đột nhiên nói. Như vậy ngươi có thể an tâm dưỡng thương ở Hỏa Linh tộc, mà ta cũng có thể bởi vì giúp ngươi mà không phải cảm thấy áy náy, thế nào? Dương Diệp nghĩ một chút rồi nói. Cũng được, chỉ là như thế thì ta lại nợ ngươi nhân tình rồi. Tiểu Man có chút không vui nói. Con người ngươi đó, nhân tình với không nhân tình CD ái gì? Lửa của ngươi đã cứu ra ra ta mà, ngươi cứu ra ra ta thì chẳng khác nào là cứu ta. Tóm lại, sau này nếu ngươi cứ khách khí tại như vậy thì ta sẽ không khách khí với ngươi nữa Dewisi. Dương Diệp cười cười, nói. Cũng được, ít nhất chúng ta hiện tại đã coi như là bạn tốt, giữa bằng hữu với nhau mà khách khí quá thì quả thật cũng không hay. Tiểu Man gật đầu, cười nói. Như vậy mới dễ nói chuyện. Nói xong. Nàng ta cầm hai viên hỏa tinh thạch ngàn năm và đống hỏa tinh thạch vụn đẩy tới trước mặt Dương Diệp, nói. Mấy thứ này đều là của ngươi, tự ngươi giữ lấy đi. Đặc biệt là hỏa tinh thạch ngàn năm, chờ sau khi ngươi trở thành hoàng giả rồi, thứ này sẽ có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Sau này đừng có tùy tiện tặng người ta như vậy nữa, biết không? Dương Diệp lắc đầu, đẩy lại chỗ hỏa tinh thạch tới trước mặt Tiểu Man, nói. Đã nói là không khách khí mà. Người hiện tại khách khí như vậy là không nên. Tiểu Man nhìn Dương Diệp một hồi lâu, thấy Dương Diệp thần sắc kiên định, nàng ta lúc này mới chịu nhận lấy, nói. Được rồi, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Ta ngủ trước đây, ngươi có muốn ngủ cùng nhau không? Dương Diệp. Bởi vì phải diễn kịch cho nên hai người ngủ chung phòng. Đương nhiên, Dương Diệp không lên giường ngủ cùng với Tiểu Man, điều hiện tại quan trọng nhất đối với hắn là khôi phục thương thế. Trừ khôi phục thương thế, hắn còn chuẩn bị lợi dụng hỏa tinh thạch và băng phách trong tay để trùng kích hoàng giả cảnh. Từ sau khi tới thánh địa, Dương Diệp đã hiểu rất rõ, thực lực tôn giả cảnh là còn lâu mới đủ. Hắn chỉ có đạt tới hoàng giả cảnh, mới có thể chống lại cường giả bán thánh, cũng mới có thể sinh tồn ở thánh địa này. Đương nhiên, cũng chỉ có đạt tới hoàng giả cảnh, hắn mới có cơ hội đi lấy kiếm tổ. Ngồi xếp bằng trên ghế. Dương Diệp lấy ra một viên hỏa tinh thạch ngàn năm rồi nuốt xuống. Hỏa tinh thạch vừa vào trong cơ thể, Dương Diệp lập tức cảm thấy trong cơ thể mình giống như có một cái bàn ủi đang nóng vậy, trong cơ thể toàn bộ nóng rực. Có điều rất nhanh, hỏa tinh thạch này bắt đầu tỏa ra năng lượng khủng bố chảy tới kinh mạch của hắn. Dương Diệp không thỏa mãn với năng lượng trong hỏa tinh thạch, hắn lại lấy ra 10 viên đá năng lượng siêu phẩm rồi bắt đầu hấp thu. Cứ như vậy, dưới tác dụng của hỏa tinh thạch và đá năng lượng siêu phẩm, cả người Dương Diệp giống như một dòng kinh mạch, trong ngoài cơ thể đều là năng lượng như thực chất. Trên giường, Tiểu Man ngồi xếp bằng nhìn Dương Diệp ở trên ghế, trong mắt mang theo một tia ngỡ ngàng. Nàng ta không ngốc, nàng ta biết rõ, thân phận của người được nàng ta nhặt về này khẳng định không tầm thường.
Bất kể là thiên địa kinh hỏa, hay là kiếm ý thiên cấp đó đều thể hiện rõ hắn. Khẳng định rất không bình thường. Đương nhiên, hắn trừ thần bí ra thì bản thân cũng rất ngốc. Thiên địa linh hỏa nói tặng gà tặng, hỏa tinh thạch ngàn năm cũng nói tặng là tặng, đây là việc chỉ có kẻ ngốc mới làm. Có điều vì sao mình nhìn tên ngốc này lại rất thuận mắt chứ nhỉ? Cầm hỏa tinh thạch ngàn năm trong tay, Tiểu Man mỉm cười, sau đó bình yên chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua, mà Dương Diệp vẫn ngồi ở đó, trong lòng hắn vẫn là 10 viên đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp đã đánh giá quá thấp hỏa tinh thạch ngàn năm, bởi vì sau khi hắn tiêu hao gần 100 đá năng lượng siêu phẩm, hỏa tinh thạch ngàn năm trong cơ thể hắn không ngờ vẫn chưa bị hấp thu triệt để. Điều này khiến cho Dương Diệp hiểu ra rằng, vì sao mấy tên bán thánh đều coi trọng hỏa tinh thạch ngàn năm này như vậy. Thứ này quả thật là bảo bối. 3 ngày qua, dưới sự cung cấp năng lượng song trọng của đá năng lượng siêu phẩm và hỏa tinh thạch ngàn năm, thương thế trong ngoài cơ thể hắn đã khôi phục được 90%. Có điều hắn vẫn không dừng ở đây, bởi vì chữa trị thương thế chỉ là bước đầu tiên, điều quan trọng nhất đối với hắn là phải trùng kích hoàng giả cảnh. Trên mặt đất, hắn không dám trùng kích hoàng giả cảnh, bởi vì nếu bị đám người huyền minh phát hiện, vậy thì chỉ có đường chết. Cho nên, muốn thành hoàng, phải ở hỏa linh tộc này, bởi vì chỉ có ở đây, người của thánh đường mới không nhúng tay vào được. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm trùng kích hoàng giả cảnh, mà không cần phải lo lắng tự dưng mọc ra mấy tên cường giả bán thánh ra tay với hắn. Trong khoảng thời gian Dương Diệp chữa trị thương thế, Tiểu Man cũng không nhàn rỗi. Nàng ta cũng nuốt một viên hỏa tinh thạch ngàn năm, hiện tại đang tiêu hóa năng lượng trong hỏa tinh thạch ngàn năm. Hỏa tinh thạch ngàn năm cũng có tác dụng cực lớn đối với cường giả bản thánh, bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Dương Diệp cảm thấy một cách rõ ràng khí tức của Tiểu Man càng lúc càng cường đại. Cứ như vậy, hai người ở trong cùng một căn nhà bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng. Sau 5 ngày, thương thế trên người Dương Diệp đã khỏi hẳn hoàn toàn. Nhìn hỏa tinh thạch ngàn năm trước mặt, Dương Diệp không chút do dự, cầm lấy một viên rồi nuốt xuống, đồng thời, hắn lại lấy ra hơn 100 viên đá năng lượng siêu phẩm đặt ở chung quanh mình. Cứ như vậy, cả người Dương Diệp giống như một lốc xoáy huyền khí từ hỏa tinh thạch và đá năng lượng siêu phẩm tỏa ra hoàn toàn bao vây lấy Dương Diệp. Nhưng mà Dương Diệp vẫn cô không đủ, tại ấy ra 100 viên đá năng lượng siêu phẩm đặt ở chung quanh. Lập tức, toàn bộ phòng đều phủ đầy linh khí nồng đậm. Chấm chấm chấm. Trong phòng của Thiên Mị. Lúc này Thiên Mị đang điên cuồng phát tiết, trên giường của nàng ta là 2 gã nam tử anh tuấn, 2 nam tử không ngừng quấn lấy nàng ta, không ngừng điên cuồng kích thích. Cả giường đều rung động kịch liệt, giống như tùy thời sẽ đổ xuống. A, à, nhanh, nhanh, nhanh lên. Đột nhiên, Thiên Mị kêu lên như bị tâm thần, cùng lúc đó, một nam tử ở trên người nàng ta cũng đẩy nhanh tốc độ. A, à, Thiên Mị đột nhiên phát ra một tiếng rên. Sau đó cả người giống như bị điện giật, co rúm lại. Thiên Mị co rúm một lúc mới hết. Đúng lúc này, 2 đạo hàn quang đột nhiên lóe lên. Lập tức 2 gã nam tử ở trên giường Thiên Mị không còn động đậy. Ai? Thiên Mị ngồi bật dậy, không biết từ khi nào, ở trước giường nàng ta có một nam tử đeo mặt nạ đang đứng. Ngươi là ai? Thiên Mị đứng trên giường, vẻ mặt đề phòng, không hề bởi vì thân thể đang trần truồng mà cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi có muốn giết Diệp Dương đó không? Nam tử đeo mặt nạ đột nhiên nói. Ngươi có ý gì? Huyền khí trong cơ thể Thiên Mị thầm dũng động. Nam tử đeo mặt nạ lại nói. Ngươi có muốn giết hắn hay không? Thiên Mị nhìn xoáy vào nam tử đeo mặt nạ, sau đó sắc mặt dữ tợn nói. Ta đương nhiên muốn giết hắn, từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ phải chịu vũ nhục như vậy. Ta hận không thể lột da hắn, uống máu hắn. Chỉ là hiện tại hắn có đại trưởng lão và đồng phần bảo vệ, ta có thể làm gì được hắn? Cho dù gia gia của ta hiện tại cũng không làm gì được hắn. Nam tử đeo mặt nạ nói. Thánh đường truyền đến tin tức, phong ấn huyền giả nghịch chủng đột nhiên nới lỏng, yêu cầu hỏa linh tộc trợ giúp. Bởi vậy, mấy trưởng lão như đại trưởng lão và đồng phần cùng với gia gia ngươi đều sẽ tạm thời rời khỏi hỏa linh tộc. Mà các cường giả bán thánh còn lại của hỏa linh tộc thì đều đang bế quan. Nói cách khác, lúc này hắn đã không còn chỗ dựa. Hơn nữa theo quan sát của ta, hắn gần đây khẳng định sắp đột phá hoàng giả cảnh, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, cũng là cơ hội cuối cùng. Ta dám chắc với ngươi rằng, một khi hắn đột phá đến hoàng giả cảnh, cho dù ra ra ngươi xuất thủ cũng không giết được hắn. Thiên Mị hừ lạnh một tiếng, nói,
Ở trước mặt Gia Gia ta, hoàng giả cảnh giống như là con kiến. Nam tử đeo mặt nạ cũng không phản bác, chỉ nói. Đây là cơ hội tốt nhất để giết hắn, ngươi có làm hay không? Ngươi lúc trước nói bọn đại trưởng lão đều đã rời đi, lời này là thật chứ? Thiên Mị nói. Tất nhiên rồi. Nam tử đeo mặt nạ trả lời. Thiên Mị cười dữ tợn, nói. Đúng là ông trời giúp ta rồi, ta giờ muốn đi giết hắn luôn. Nói xong, nàng ta liền động thân. Ngươi giờ đi chính là chịu chết. Nam tử đeo mặt nạ đột nhiên nói. Thiên Mị thần sắc lạnh lùng, nói. Ngươi có ý gì? Nam tử đeo mặt nạ nói. Theo ta suy đoán, lúc này thương thế của hắn đã khôi phục, người hiện tại mà đi thì chỉ là chịu chết mà thôi, đừng hoài nghi lời nói của ta, hắn so với tưởng tượng của ngươi thì mạnh hơn gấp chục lần, mấy chục lần đó. Ngươi tưởng ta sợ à? Thiên Mị tất nhiên không tin. Nam tử đeo mặt nạ nói. Không nói cái khác, chỉ kiếm ý thiên cấp thôi ngươi cũng đã không đối phó được rồi. Mà một khi đả thảo kinh xà, hắn nếu đào tẩu thì chúng ta phải làm sao? Thiên Mị nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, lập tức nói. Vậy ý của ngươi là, chờ hắn vào thời khắc mấu chốt đang trùng kích hoàng giả cảnh, chúng ta đột nhiên xuất thủ. Nam tử đeo mặt nạ nói. Ngươi vì sao muốn giết hắn, ngươi là ai? Thiên Mị đột nhiên đề phòng, nói. Nam tử đeo mặt nạ nói. Sau này ngươi sẽ biết, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta hiện tại đều cùng muốn giết một người. Ta chỉ có một yêu cầu, sau khi hắn chết, ta cần một thứ trên người hắn, những thứ còn lại đều là của ngươi, bao gồm cả những hỏa tinh thạch trên người hắn. Đúng lúc này, Thiên Mị đột nhiên xuất thủ, cả người trong nháy mắt đã tới trước mặt nam tử đeo mặt nạ, sau đó một trường vỗ về phía hắn. Có điều nàng ta vừa mới ra tay, nam tử đeo mặt nạ đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện thì đã ở sau lưng nàng ta. Thiên Mị biến sắc, quay đầu nhìn nam tử đeo mặt nạ với vẻ ngưng trọng, nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta không phải là kẻ địch. Nam tử đeo mặt nạ nói. Nếu ta đoán không sai, chậm nhất là ngày mai hắn sẽ trùng kích hoàng giả cảnh, khi đó, chính là cơ hội để chúng ta xuống tay. Đúng rồi, nếu có thể, ngươi gọi thêm người đi. Ngươi ở hỏa linh tộc chắc có không ít bằng hữu. Nhắc ngươi một câu cuối cùng, đừng tự tiện động thủ, bởi vì, hắn so với ngươi nghĩ thì mạnh hơn rất nhiều. Nói thế này đi, ta một mình chiến đấu với hắn thì hơn phân nửa người chết sẽ là ta. Nói xong câu này, thân hình nam tử đeo mặt nạ khẽ run lên, biến mất tại chỗ. Thiên Mị cả người lạnh toát. Một ngày sau, vùng trời trên phòng ở của Dương Diệp đột nhiên xuất hiện dị biến. Tất cả người của hỏa linh tộc đều kinh hãi, bởi vì điều này đại biểu cho có người sắp trùng kích hoàng giả cảnh. Dương Diệp là huyền giả nghịch trùng một. Lấy Dương Diệp làm trung tâm, linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm đột nhiên toàn bộ điên cuồng ùa về phía phòng của Dương Diệp. Mọi người kinh hãi. Tất cả mọi người đi tới ngoài phòng của Dương Diệp. Đây là sắp thành hoàng, là Diệp Dương đó, hay là cọp mẹ đó sắp đột phá? Chắc là Diệp Dương, chỉ có thành hoàng mới có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Động tĩnh này không tránh khỏi quá lớn một chút rồi. Ai biết được, nhìn xem kìa. Chuyện vẫn chưa kết thúc, phòng của Dương Diệp lúc này giống như một hố đen, linh khí chung quanh không ngừng bị hút vào trong phòng, không đến một khắc, tất cả linh khí trong phạm vi trăm dặm đều bị hút sạch. Tất cả linh khí toàn bộ hội tụ ở bốn phía phòng của Dương Diệp, sau đó thì giống như thủy triều ùa vào trong phòng. Trong phòng, Dương Diệp đang điên cuồng hấp thu những linh khí này. Những linh khí này sau khi tiến vào trong cơ thể hắn, trải qua sự chuyển hóa của Hồng Mông Tháp, cuối cùng biến thành một tia huyền khí màu tím chảy tới bốn phía trong cơ thể hắn. Mà thân thể hắn thì giống như một cái hố đen điên cuồng hấp thu những huyền khí màu tím này. Dương Diệp lúc này đang hấp thu huyền khí, lại thêm năng lượng trong đá năng lượng siêu phẩm và hỏa tinh thạch ngàn năm, đã đủ để hai người thành hoàng rồi, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, lại còn lâu mới đủ. Bởi vì những linh khí này sau khi tiến vào trong cơ thể hắn sẽ bị Hồng Mông Tháp sàng lọc, đến cuối cùng thật sự biến được thành huyền khí màu tí ắn lại rất ít. Bất đắc dĩ, Dương Diệp đành phải nuốt một viên hỏa tinh thạch ngàn năm, đồng thời lại lấy ra 500 viên đá năng lượng siêu phẩm rồi bắt đầu hấp thu. Hơn nữa Hồng Mông Tháp trong cơ thể lúc này cũng bắt đầu phát lực, dưới tác dụng của Hồng Mông Tháp, lấy Dương Diệp làm trung tâm, linh khí trong phạm vi ngàn dặm đều bắt đầu ùa vào trong phòng của Dương Diệp, sau đó hóa thành năng lượng tinh thuần chui vào trong cơ thể Dương Diệp,
tiếp theo lại được Hồng Mông Tháp chuyển hóa thành huyền khí màu tím rồi chảy vào bách hải của Dương Diệp. Trong phòng, Tiểu Man đã ngừng tu luyện, lúc này nàng ta đang nhìn chằm chằm Dương Diệp không chớp. Người này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hút nhiều linh khí như vậy, không ngờ vẫn chưa đủ. Trong lòng Tiểu Man rất nghi hoặc, bởi vì lúc trước nàng ta khi thành hoàng, căn bản không hút nhiều linh khí như vậy. Mà hiện tại, linh khí mà thằng ôn trước mắt này hút đã sắp gấp 2 lần số linh khí nàng ta hút trước kia, hơn nữa nhìn tư thế của hắn thì hình như vẫn chưa đủ. Ngươi là muốn thành hoàng hay là thành bán thánh thế? Tiểu Man thấp giọng nói. Không chỉ Tiểu Man nghĩ như vậy, lúc này những huyền giả của Hỏa Linh tộc và huyền giả nhân loại ở chung quanh phòng Dương Diệp trong lòng cũng đều nghĩ như vậy. Linh khí trong phạm vi ngàn dặm toàn bộ ùa vào trong phòng của Dương Diệp, thanh thế như vậy bình thường chỉ có cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm khi trùng kích bán thánh mới có. Mà hiện tại, Diệp Dương ở trong mắt bọn họ chỉ là tôn giả cảnh cửu phẩm mà thôi. Hắn rốt cuộc là ai? Ở đâu đó, Thiên Mị trầm giọng hỏi. Ở bên cạnh nàng ta chính là nam tử đeo mặt nạ. Mà phía sau hai người còn có rất nhiều huyền giả của Hỏa Linh tộc, ước chừng phải tới hơn 100 người. Trong đó có hơn 50 người là cường giả hoàng giả cảnh. Những người này đều là được Thiên Mị triệu tập đến để giúp đỡ, trong đó cũng có đại bộ phận là người lúc trước sau khi cá cược với Dương Diệp bị thua mà phải chịu nhục, hiện giờ muốn báo thù. Nhìn huyền khí chung quanh phòng Dương Diệp, thần sắc Thiên Mị trở nên rất ngưng trọng, không chỉ nàng ta, những người đứng phía sau nàng ta cũng vậy. Bọn họ đều hiểu rất rõ một điều, đó chính là người thực lực càng cường đại, thiên phú càng yêu nghiệt thì khi trùng kích hoàng giả cảnh cần càng nhiều linh khí. Mà một màn trước mắt này không nghi ngờ gì nữa à đang nói với bọn họ, thực lực và thiên phú của người ở bên trong hơn xa bọn. Họ, bất kể hắn là ai, người đều sẽ giết hắn, không phải sao? Nam tử đeo mặt nạ nói. Tuy ta muốn giết hắn, nhưng không có nghĩa là ta muốn bị người ta lợi dụng. Thiên Mị lạnh lùng nói. Ta đã điều tra về ngươi rồi, ngươi là nam nhân Thủy Linh ở bên ngoài tìm về, nhưng Thủy Linh lại hoàn toàn không biết gì cả về ngươi cả. Thậm chí đến bây giờ, các ngươi vẫn chưa động phòng. Bởi vậy, ngươi tới Hỏa Linh tộc khẳng định có mục đích khác. Có quan trọng không? Nam tử đeo mặt nạ nói. Ta là ai? Có quan trọng không? Đương nhiên là có. Thiên Mị lạnh giọng nói. Tuy ta muốn giết tên Diệp Dương đó, còn cả con tiện nhân Tiểu Man nữa. Nhưng thể không có nghĩa là ta sẽ liên hợp với người ngoài để đối phó Hỏa Linh tộc. Nam tử đeo mặt nạ trầm mặc một lúc, sau đó nói. Ta có chút xem thường ngươi rồi. Ta có thể nói với ngươi rằng, sở dĩ đến Hỏa Linh tộc, không phải là muốn đối phó Hỏa Linh tộc, hơn nữa. Ta nói ta muốn đối phó với Hỏa Linh tộc thì ngươi có tin không? Vậy ngươi đến Hỏa Linh tộc làm gì? Thiên Mị truy hỏi. Nam tử đeo mặt nạ nhìn về phía căn phòng của Dương Diệp, nói. Đến tìm hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Thiên Mị lại hỏi. Nam tử đeo mặt nạ nói. Sau khi hắn chết ngươi tất nhiên sẽ biết. Còn nữa, ta đến Hỏa Linh tộc chỉ có một mục đích này, chỉ cần giết được hắn, có được một món đồ trên người hắn. Ta sẽ lập tức rời khỏi Hỏa Linh tộc. Khi đó, nếu ta còn chưa đi, ngươi cứ thông chi cho cường giả bán thánh của Hỏa Linh tộc. Về phần hiện tại, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, chứ không phải là nghi kỵ lẫn nhau. Bằng không, chúng ta không chỉ không giết được hắn, còn có thể bị hắn giết lại. Thiên Mị nhìn xoáy vào nam tử đeo mặt nạ, sau đó ánh mắt chuyên sang phòng của Dương Diệp, nói. Ta hiện tại càng lúc càng hiếu kỳ đối với thân phận của hắn. Có điều không sao, cho dù hắn là thiên tài trên thánh bảng của thánh đường thì hôm nay hắn cũng chắc chắn sẽ phải chê. Bên trong phòng, cả người Dương Diệp bắt đầu phát sinh biến hóa. Trùng kích hoàng giả cảnh, đầu tiên phải chú ý tới khiến cả thân thể, cũng chính là nhục thân phát sinh biến hóa về chất. Kỳ thật, nếu là người bình thường, đã sớm đột phá đến hoàng giả cảnh rồi. Nhưng Dương Diệp thì khác, bởi vì nhục thân của hắn đã trải qua sự cọ rửa của Hồng Mông tử khí, bởi vậy. Linh khí bình thường đối với nhục thân của hắn mà nói thì căn bản không có tác dụng quá lớn. Cũng chỉ có linh khí đã tinh lọc, cũng chính là huyền khí màu tím mới có với thân thể hắn, nhưng cũng vì vậy nên huyền khí hắn cần cực kỳ khủng bố. Nếu đem huyền khí ra so sánh với giọt nước thì 100 giọt nước mới có khả năng trở thành một giọt huyền khí màu tím. Cho nên, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại nuốt tiếp một viên hỏa tỉnh thạch ngàn năm. Ngoài phòng của Dương Diệp, càng lúc càng nhiều người. Ta vừa rồi đã điều tra,
Linh khí trong phạm vi ngàn dặm chung quanh đều sắp bị Diệp Dương đó hút hết rồi, hắn thật sự chỉ là đang đột phá hoàng giả cảnh chứ không phải là đột phá bán thánh sao. Tuy thanh thế này có chút khiếp người, nhưng so sánh với hoàng giả trùng kích bán thánh thì vẫn yếu hơn. Bán thánh tương đương với cường giả đỉnh phong trên thế giới này, đã có thể đoạt tạo hóa của thiên địa, linh khí họ cần không phải là chút huyền khí này có thể thỏa mãn được, cho dù là gấp đôi thì cũng không đủ. Nhưng tư thế này cũng không giống như là đang trùng kích hoàng giả cảnh. Hừ, thiên tài càng yêu nghiệt trùng kích hoàng giả cảnh càng khó, thiên hắc kiếp của hắn cũng sẽ mạnh hơn, ta thấy hắn đến lúc đó nhất định sẽ chết dưới thiên kiếp. Cho dù hắn tránh được thiên kiếp thì tuyệt đối cũng không tránh được DC nhân kiếp. Ha ha, thiên mị đó khẳng định là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đợi tới lúc nếu cần, lão tử cũng không ngại cho hắn thêm một kích, để hắc hiểu rằng, làm người mà kiêu ngạo thì không sống được lâu đâu. Nhưng nếu hắn thành công thì sao? Thành công thì sao á? Nơi này người muốn hắn chết không tới 300 thì cũng phải 200, một mình hắn có thể đấu được với nhiều người chúng ta như vậy sao? Mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ để hắn chết đuối rồi. Có lý. Quyết định vậy đi, đợi lát nữa mọi người vào thời khắc mấu chốt của Diệp Dương sẽ cho hắn một đòn, cho dù không giết được hắn, cũng phải khiến hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Được. Ở bên cạnh, Thiên Mị nhìn mọi người, khóe miệng phát ra một nụ cười lạnh, nói. Đã nói là ác giả ác báo mà, lần này, hắn cho dù có 100 cái mạng cũng chết chắc. Nếu hắn không chết, các ngươi và ta sẽ chết. Nam tử đeo mặt nạ bỗng nhiên nói. Ngươi sao luôn thích đẩy cao sĩ khí của người khác, diệt đi uy phong của mình thế? Thiên Mị nói với vẻ không vui. Diệp Dương đó cho dù là lĩnh ngộ kiếm ý thiên cấp thì sao? Chẳng lẽ một mình hắn có thể đối kháng với nhiều người chúng ta như vậy ư? Có thể đó. Nam tử đeo mặt nạ nói khẽ một câu, trong lòng bàn tay hắn, một luồng hàn mang chợt lóe. Am! Đúng lúc này, phòng của Dương Diệp đột nhiên nổ tung. Một cỗ khí thế cực kỳ cường đại giống như gió tốc ùa về bốn phía, nhưng rất nhanh cỗ khí thế đó lại co rút về. Cường giả hoàng giả cảnh. Thành công rồi à? Dương Diệp hai mắt khép hờ, linh khí còn sót lại chung quanh vẫn đang không ngừng ùa vào trong cơ thể hắn. Động thủ chứ? Thiên Mị đột nhiên gằn giọng. Nam tử đeo mặt nạ lắc đầu, nói. Còn thiên kiếp nữa, chờ khi hắn đón thiên kiếp thì chúng ta sẽ xuất thủ. Lại thêm một tiếng nổ, ở phía trên Dương Diệp, đột nhiên xuất hiện một đạo thần lôi màu đen rộng 10 trượng, dài tới 100 trượng. Thần lôi màu đen không trực tiếp công kích Dương Diệp mà là xoay tròn trên đỉnh đầu Dương Diệp, cùng lúc càng nhiều thần lôi màu đen không ngừng xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Diệp. Chỉ sau một lát, toàn bộ vùng trời chung quanh được phủ kín từng đạo thần lôi màu đen cực lớn, giống như tận thế sắp hàng lâm. Khi nhìn thấy đạo thần lôi này, mọi người có mặt đều biến sắc. Sau đó thì liên tiếp lùi lại mấy bước, tiếp đó mọi người toàn bộ tế ra vũ khí của mình. Thần lôi màu đen, hắn là huyền giả nghịch chủng, hắn không ngờ là huyền giả nghịch chủng. Sao có thể? Trong sân, có huyền giả của hỏa linh tộc thất thanh hét lên. Thiên Mị lúc này cũng ngây ngẩn cả người, nàng ta không ngờ Diệp Dương này lại là huyền giả nghịch chủng. Đột nhiên, nàng ta bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ, nói. Khó trách ngươi kiêng kỵ hắn như vậy. Thì ra hắn là huyền giả nghịch chủng, không ngờ là huyền giả nghịch chủng. Ha ha, hắn lần này cho dù là hắn đột phá đến bán thánh cũng chắc chắn sẽ phải chết. Nam tử đeo mặt nạ không nói gì, chỉ là trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Xa xa, Tiểu Man lúc này cũng đang ngây ngốc, nàng ta nhìn Dương Diệp với vẻ bất khả tư nghị, nói. Huyền giả nghịch chủng, ngươi không ngờ là huyền giả nghịch chủng. Giết hắn, giết hắn. Đúng lúc này. Trong sân không biết là ai hô một câu, sau đó mười mấy người lao về phía Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Dương Diệp hoàng giả cảnh. Một đạo hàn quang lóe lên. Vù vù vù. Trong đám người đang lao về phía Dương Diệp, đầu của ba người cầm đầu trực tiếp bay ra ngoài, mà thân thể của bọn họ thì vẫn đang tiếp tục lao về phía trước, cho tới khi lao thêm được một trường thì ba cỗ thi thể không đầu này mới dừng lại, sau đó ngã xuống đất. Mọi người đứng đờ tại chỗ, nhìn Dương Diệp với vẻ kinh hãi. Ba người vừa chết là hoàng giả cảnh. Ba gã cường giả hoàng giả cảnh cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ, mà bọn họ, ngay cả Dương Diệp xuất thủ thế nào cũng không thấy rõ. Miểu sát. Một phát miểu sát ba gã cường giả hoàng giả cảnh.
TNG đầu mọi người lúc này giống như trống rỗng. Mà đám người thiên mị lúc này cũng giật nảy mình, ba gã hoàng giả cảnh, một phát miểu sát ba gã hoàng giả cảnh, hát. Diệp Dương này là cường giả bán thánh à. Ầm ầm. Lúc này, thần lôi màu đen trên không trung càng lúc càng nhiều, tiếng sấm nổ không ngừng vang lên bên đần tai mọi người, một số huyền giả dưới hoàng giả cảnh không ngờ nháy mắt đã bị chấn cho thất khiếu đổ máu. Ầm. Lại thêm một tiếng sấm, chân trời đột nhiên đánh xuống một cột sét màu đen, cột sét lao thẳng xuống vị trí của Dương Diệp, khi cột sét này đánh xuống, những cột sét trên trời cũng động đậy theo. Khoảng chừng có gần ngàn cột sét từ trên trời liên tiếp đánh xuống vị trí của Dương Diệp. Mọi người giết đi, đây là cơ hội tốt nhất để giết hắn đó. Đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên một thanh âm, tiếp theo, vô số luồng ánh sáng bạc như phô thiên cái địa bắn về phía Dương Diệp. Thiên mị nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ, bởi vì người vừa lên tiếng là hắn. Trầm ngâm một thoáng, sắc mặt thiên mị trong nháy mắt trở nên dữ tợn, quát. Người này là huyền giả nghịch chủng, không thể để hắn vượt qua thiên kiếp, giết, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, động thủ. Dưới sự dẫn dắt của thiên mị và nam tử đeo mặt nạ, những huyền giả hỏa linh tộc vốn bị Dương Diệp dọa cho kinh hãi lập tức có chỗ dựa, trong sân cơ hồ có chín thành người thân hình khẽ động, lại lao về phía Dương Diệp. Nhìn những người đang lao về phía mình, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia dữ tợn, đây chính là ứng với câu châm ngôn kia, có đôi lúc, người không muốn gây chuyện nhưng chuyện lại cứ chủ động tìm tới ngươi. Dương Diệp bấm tay búng một cái, một dòng kiếm khí theo hình nửa vòng tròn khuếch tán ra, một mảng ánh sáng bạc đang bắn tới trước mặt hắn lập tức bị đánh tan. Tiếp theo, một số người lao lên trước nhất bị kiếm khí đi theo hình nửa vòng tròn này chém ngang thành hai đoạn. Vỡ! Đúng lúc này! Nam tử đeo mặt nạ gầm lên một tiếng, tiếp theo, một dòng hàn mang đột nhiên xuất hiện đánh lên đạo kiếm khí đó của Dương Diệp. Ầm một tiếng, đạo kiếm khí của Dương Diệp tiêu tán. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử đeo mặt nạ, sau đó thuận tay đưa lên trên, một đạo kiếm quang bắn ra, va chạm với đạo thần lôi màu đen đi đầu. Ầm, đạo thần lôi màu đen đầu tiên đánh xuống đỉnh đầu Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điện lưu đầy trời rải rác rơi xuống. Mà lúc này đã có mấy cường giả hoàng giả cảnh đi tới trước mặt Dương Diệp, mấy tên cường giả hoàng giả cảnh đó đang muốn xuất thủ thì một đạo kiếm quang lại lóe lên, sau đó đầu của mấy tên cường giả hoàng giả cảnh đó lìa khỏi cổ. Chết đi! Trong sân, nam tử đeo mặt nạ đột nhiên gầm lên một tiếng, thanh âm vừa dứt, một cây ngân châm dài bằng ngón tay mang theo một luồng sáng bạc xuất hiện ở mi tâm của Dương Diệp. Mà vào giây phút ngân châm sắp đâm vào da Dương Diệp, hai ngón tay hắn đã kẹp lấy cây ngân châm đó. Tiếp theo, ngân châm dùng tốc độ cực nhanh bắn ngược về, nháy máy đã tới trước mặt nam tử đeo mặt nạ. Đồng tử nam tử đeo mặt nạ co rút lại, hai tay vung nhanh, một tuồng sáng bạc lại xuất hiện, chỉ nghe leng keng, gần trăm cây ngân châm hóa thành những mảnh vụn rơi xuống đất. Dương Diệp không quan tâm tới nam tử đeo mặt nạ, mà bấm tay búng một cái lên trên, một dòng kiếm khí nghênh đón một cột sét đang bắn xuống đỉnh đầu hắn. Âm một tiếng, cột sét tiêu tán, mà chính là chớp mắt này. Công kích của mấy chục cường giả hoàng giả cảnh đã đánh lên người hắn. Dương Diệp lui liền năm bước, một cột sét trong đó đã trực tiếp đánh lên người hắn, lôi mang cường đại trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp. Mọi người ngây ra, tiếp theo thì mừng như điên, Diệp Dương này đã chết rồi à. Nháy mắt, một đạo kiếm khí từ trong lôi mang bắn lên cao, hơn 10 cột sét ầm ầm vỡ vụn. Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương Diệp lúc này trừ quần áo có chút rách nát ra thì trên người một vết thương cũng không có. Mọi người kinh hãi, trong mắt toàn là vẻ hoảng sợ. Nhất là Thiên Mị, nàng ta lúc này đầu óc trống rỗng, hai mắt nhìn Dương Diệp với vẻ kinh hãi. Bởi vì đã được nam tử đeo mặt nạ nhắc nhở, nàng ta đã đánh giá thực lực của Diệp Dương này cao hơn rất nhiều, nhưng lúc này nàng ta kinh hãi phát hiện, so với những gì mà nam tử đeo mặt nạ đã nói. Thực lực của Diệp Dương so với tưởng tượng của nàng ta thì còn mạnh hơn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Các ngươi đã muốn ta chết, vậy thì ta sẽ thanh toàn cho các ngươi. Tâm niệm Dương Diệp khẽ động, trăm thanh huyền kiếm đạo cấp đột nhiên xuất hiện, dưới sự không chê của tâm niệm hắn, trăm thanh huyền kiếm đạo cấp hóa thành trăm đạo kiếm quang bắn. Vào trong đám người, lập tức những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Trong đó cường giả hoàng giả cảnh còn đỡ. Nhưng huyền giả dưới hoàng giả cảnh thì căn bản không cản được một kiếm này của Dương Diệp, nháy mắt đã bị miếu sát. Mà một số cường giả hoàng giả cảnh tuy không bị miểu sát, nhưng cũng đã bị trọng thương.
Dương Diệp không để ý tới người trong sân, mà ngẩng đầu nhìn về phía cột sét trong không trung, trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng. Những cột sét này tuy đã bị hắn phá hủy rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều. Hơn nữa, những cột sét này cột sau mạnh hơn cột trước, cho đến bây giờ năng lượng ẩn chứa trong mỗi một cột sét ít nhất có thể dễ dàng miếu sát một vị cường giả hoàng giả cảnh nhất phẩm. Quan trọng nhất là, hắn cảm thấy, những thần côi màu đen này không phải là top cuối cùng. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng tím và lôi quang hiện lên, Chồn Tía và Lôi Lâm xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Các ngươi đi ra làm gì? Dương Diệp nhíu mày, hắn một mực không để hai người họ ra, là bởi vì ở đây nếu có cường giả bán thánh đột nhiên xuất thủ với hai nàng, vậy thì hai nàng sẽ gặp nguy hiểm. Chồn Tía lộ ra vẻ mặt vô tội, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ vào Lôi Lâm. Lôi Lâm thì nhìn thần lôi ở chân trời, mắt không ngừng chớp chớp, sau đó thì nước miếng không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy vẻ mặt này của Lôi Lâm, Dương Diệp hơi ngẩn ra, sau đó nói. Ngươi muốn ăn cái đó à? Lôi Lâm gật đầu thật mạnh. Dương Diệp nói. Ngươi chắc chắn có thể ăn được chứ? Lôi Lâm lại gật đầu thật mạnh. Dương Diệp do dự một thoáng, nói. Vậy ngươi ăn đi, ta bảo vệ ngươi. Lôi Lâm nhếch miệng cười, thân hình chợt lóe, đi tới đỉnh đầu Dương Diệp, sau đó há cái miệng nhỏ nhắn ra, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Cột sét màu đen đột nhiên nhỏ đi, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì chỉ to bằng ngón tay. Sau đó, cột sét màu đen trực tiếp bị Lôi Lâm hút vào trong miệng. Lôi Lâm tham lam đi vì ố vỗ bụng mình, sau đó lại há cái miệng nhỏ nhắn ra. Mọi người như hóa đá. Tiểu cô nương này không ngờ có thể ăn thần lôi màu đen. Đó là thần lôi đấy. Đó là thần lôi ích màu đen mà ngay cả huyền giả nghịch chủng cũng phải kiêng kỵ. Hiện giờ cứ thế bị nàng ta nuốt vào bụng. Ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, mọi người nhìn lại, nam tử đeo mặt nạ đột nhiên tung ra một ống ngọc màu đen, ống ngọc hiện ra trong không trung, ống ngọc khẽ rung lên, đang định phát ra gì đó thì đúng lúc này, một luồng ánh sáng tím đột nhiên xuất hiện trên ống ngọc, sau đó không thấy ống ngọc đâu nữa. Nam tử đeo mặt nạ ngây ra, đột nhiên hắn nhìn về phía Chồn Tía bên cạnh Dương Diệp. Chỉ thấy lúc này Chồn Tía đang hiếu kỳ quan sát ống ngọc đó. Chả ta càn khôn đồng. Khóe mắt nam tử đeo mặt nạ như muốn rách ra. Chồn Tía chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng hất một cái, ống ngọc bay về phía nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ không hề vui mừng, ngược lại sắc mặt đại biến, sau đó thì vô số lồng huyền khí đột nhiên xuất hiện trên người hắn. Thiên Mị ở bên cạnh hắn thấy thế cũng vội vàng thi triển ra lá chắn huyền khí, từng tầng bao bọc lấy thân mình. Chỉ có một số huyền giả hỏa linh tộc ở bên cạnh vẫn đang ngây đơ ra đó. Cuối cùng, khi ống ngọc màu đen từ trong không trung sắp hạ xuống, ống đồng màu đen biến thành to gấp trăm lần. Tiếp theo, vô số luồn ánh sáng bạc từ bên trong giống như mưa to chút xuống, hơn nữa còn là với tốc độ cực nhanh. Mọi người hoảng hốt. Khi có một số người muốn tránh thì đã không còn kịp rồi, nháy mắt đã bị vô số ngân châm xuyên qua, cả người lập tức thêm đầy lỗ châm, mà một số cường giả hoàng giả cảnh thực lực khá mạnh thì có phản ứng rất nhanh, dùng huyền khí hình thành lồng phòng hộ, nhưng lồng phòng hộ huyền khí chỉ cản được không đến hai hơi thở thì lại bị xuyên thủng. Trong sân, những tiếng kêu rên vang lên, vô số người ngã xuống, không đến hai hơi thở, trên mặt đất máu chảy như suối. Mà mấy trăm người trước đó hiện tại còn đứng được đã không đến 10 người. Dương Diệp cũng giật mình, hắn không ngờ ống ngọc màu đen đó lại khủng bố như vậy. Phải biết rằng trong mấy trăm người đó đại bộ phận đều là cường giả hoàng giả cảnh. Hắn dùng 100 thanh huyền kiếm đạo cấp công kích cũng không thể mang tới được loại hiệu quả này. Ống ngọc màu đen đó rốt cuộc là thứ đồ chơi gì vậy? Đồng thời trong lòng hắn cũng thầm lấy làm may mắn, bởi vì lúc trước nếu không có tiểu gia hỏa, những ngân châm đó đã bắn lên người hắn. Hắn mặc dù tự tin nhục thân của mình có thể ngăn cản, nhưng bị thương khẳng định là điều không thể tránh được. Mà hiện tại hắn lại không thể bị thương ở trong tay những người này, bởi vì hắn còn có kẻ địch cường đại hơn. Đó chính là thiên đạo. Hắn hiện tại tuy là hoàng giả cảnh, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, nếu không chống đỡ được thiên kiếp này, vậy thì tất cả cố gắng lúc trước đều sẽ uổng phí. Chồn Tía chớp chớp mắt, nàng ta không ngờ. Thứ mà nàng ta thuận tay ném ra không ngờ lại lợi hại như vậy, một đống người cứ vậy chết đi. Sợ Dương Diệp trách, nàng ta vội vàng nhảy lên vai Dương Diệp, sau đó thì không ngừng cọ đầu vào má Dương Diệp. Dương Diệp cười cười, an ủi Chồn Tía,
sau đó tay phải vẩy một cái, ống ngọc màu đen bay vào tay hắn, sau đó thì nhìn về phía đám người nam tử đeo mặt nạ và thiên mị. Tuy nam tử đeo mặt nạ và thiên mị đỡ được, nhưng lúc này hai người rõ ràng đã bị thương, trên người hai người cũng có không dưới 100 lỗ châm. Nam tử đeo mặt nạ nhìn về phía Dương Diệp, nói. Không ngờ, ngươi. Đừng nhiều lời, chết đi. Dương Diệp bấm tay búng một cái, hơn 10 đạo kiếm khí bắn ra. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trong sân. Tay trái nữ tử cầm một thanh kiếm, tay phải thì một thanh đạo, chỉ thấy hai tay nữ tử đột nhiên vung lên, một đạo kiếm khí và đao khí bắn ra theo hình chữ thập. Bù! Kiếm khí của Dương Diệp bị đánh tan, tốc độ của đạo khí và kiếm khí không giảm, đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đánh ra một quyền, đao khí và kiếm khí nháy mắt trở nên tán loạn. Nữ tử nhìn những thi thể trên mặt đất, nói. Những người này đều là ngươi giết. Ngươi cũng đừng lắm lời nữa, chết đi. Dương Diệp bước một bước về phía trước, vươn tay ra nắm chặt, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, tiếp theo, thanh kiếm này bắn nhanh ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.